chưa theo chỉ tay của tôi. Hôm nay tụi mình đẹp quá. Hôm nay tụi mình đẹp quá luôn. Các bạn ơi, 11 giờ rồi. Hôm nay hai đứa chúng ta sẽ làm quán tòa. Không, tôi thích là tại vì mùa trung thu vừa mới qua thôi. Mình thích làm cô giáo trong một cái trường giữ trẻ. Bạn là cô giáo tên gì hả? Cô giáo Kim hả? Tôi tên thiệt là Kim Thảo. Vậy là cô giáo Thảo. Các bạn thân mến, chào đón các bạn đã quay trở lại với chương trình Happy Lunch. Và ngày hôm nay, như đã giới thiệu với tất cả các bạn từ những ngày trước đó rồi, ngày 29 tháng 9 là một show rất là đặc biệt của Happy Lunch. Các bạn biết không, cách đây 9 năm, ngày đó Tuấn chưa vô công ty. Để Kim nói cho. Cách đây 9 năm, vào ngày 20 tháng 9 năm 2006, trong một buổi tình cờ đi trên đường, Kim gặp ông xã hiện tại của Kim. Tại ngày đó hai đứa quen nhau, ngày đó sinh nhật luôn mà Kim không biết luôn, thành ra Kim đâu có kể được. Nín, có duyên quá nín. Trời đất ơi, thì cũng liên quan hơn bạn. Bạn kêu hai cách đây 9 năm bạn không có biết dồn. Ý tôi nói tôi chưa có vô dồn. Ngày đó là ngày dồn thành lập, hiểu không? Không có liên quan, không có ăn nhậu gì tới cái chuyện mà vợ chồng bạn hết trơn á. Trời ơi, bây giờ trở lại là các bạn biết không, sau đó vài năm thì Tuấn mới xuất hiện. Tuấn nhớ lần đầu tiên mà Tuấn vào zone á, có rất là nhiều bỡ ngỡ. Hồi xưa lúc mà mới vào zone á, thì cái người đầu tiên mà training cho Tuấn á là ai biết không? Ai? Ngọc Bảo. Người phụ nữ quyền lực ha. Sau Ngọc Bảo là một người nữa hát rất hay và cũng rất hay chửi lộn với Tuấn. Kim Nancy bà nội. Rồi sau vài tháng đó con mới làm với bà nội. Mà nói chung là lúc con vô bà nội cũng đã có mặt rồi. Nói chung là nội chứ có mặt trước con, bởi con mới kêu bà nội đó. Vậy đó. Để nội kể lại cho nghe cái rồi, thời sao? Gian nội mới vô công ty á. Là lúc đó công ty được 2 tuổi. Đúng rồi, nội phải già già xíu nha. Phải già già xíu nào. Trời ơi. Sĩ già cái tóc mà nhớ cái mặt mới cắt từ sáng tới giờ, thức dậy từ lúc 4 giờ. Trời ơi, ngoại già tóc bạc quá giờ luôn rồi, cất cái tô này luôn đi nha. Thôi lỡ già rồi mình nói giọng già luôn cho mấy đứa nó thấy phù hợp. Thiệt nói chung là từ năm 2008, khi mà nội mới vô công ty á, con biết không, con tập trung nghe nội nói nè, mấy đứa ngoài kia ngồi im lặng nghe nội kể chuyện. Lúc đó nội nó vô nội đẹp nhiều dữ vậy lắm, nội đẹp dễ vậy. Sợ luôn, nội đẹp lồng lộn luôn con, mà tóc đỡ trắng hơn bây giờ. Xong cái nội gắn bó từ đó đến nay gần 7 năm trời rồi. Nội coi như bây giờ thành tinh trong zone rồi con. Mà chưa có một cái show nào mà nó hội tụ đông đủ tất cả các anh chị em của zone. Có, đó, gần cho cố rồi văng cái lưỡi ra nè. Có một lần là có hội tụ. Mà nói thật luôn á là các bạn đừng bao giờ gom tất cả MC của zone vô chung một chỗ. Đặc biệt là có anh Vi nữa. Thề với là các bạn luôn sting thì chạy đường sting, MC nói đường MC không ai nghe hết. Điển hình là cái show chúc Tết hồi Happy Land đầu năm, nhớ không? Cho nên nè, hôm nay nè có cái kinh gì nghiệm đó, rồi cái đó rõ ràng. Hôm nay á là mua sẵn tất cả những cái lồng nhốt với bạn ngoài kia hết rồi, rồi. Cứ đến cái show nào là mở cái lồng đó cho hai MC của show đó chạy vô thôi. Còn những MC kia vẫn bị khóa nằm trong cái lồng. Rồi, và ngày 20 tháng 9 cũng là ngày kỷ niệm của Happy Land. Tuấn với lại Kim đã đồng hành với lại các bạn hôm nay, còn một cô bạn nữa. Nhưng mà cô ấy không có mặt ngày hôm nay. Tuấn với Kim thì sẽ đồng hành cùng với lại các bạn, cùng với lại tất cả những bạn của show khác. Và các bạn đôi khi thắc mắc rằng á,
là không biết rằng là cái không khí làm việc tại Zone FM thì như thế nào. Ngày hôm nay thì nhân dịp kỷ niệm của Happy Lunch thì chúng tôi sẽ gửi đến cho tất cả các bạn là các bạn sẽ thấy được rằng là bình thường khi mà tụi Tuấn làm việc với nhau thì như thế nào. Đó là một môi trường cực kỳ vui và cực kỳ tuyệt vời luôn. Nhưng mà trước hết thì hãy cùng lắng nghe một ca khúc. Ok, chúng ta sẽ lắng nghe một ca khúc thật là sôi động, thật là hay để chào đón chương trình đầu tiên, đem đến cho các bạn cái phần là hậu trường họ sẽ thực hiện như thế nào và họ sẽ chuyển tải những nội dung tuyệt vời ra sao. Xin mời một bài hát của anh Vy. Đó chính là Happy của Pharrell Williams. Woo! Yeah, flash mode. Đầu tiên các bạn thân mến, theo khung giờ phát sóng mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, từ 6 giờ sáng đến 9 giờ sáng các bạn sẽ đến với lại Breakfast Room, đúng không ạ? Các bạn thân mến, trước đây á thì có rất nhiều người thắc mắc dành cho cô Kim
nhà Happyland là làm sao mà cô dụ được người đàn ông ấy về nhà ở chung. Chia sẻ với lại các bạn luôn, trong một lần mà anh em có thể nói là đang thăng hoa nói chuyện với nhau thì anh ấy đã chia sẻ rằng là cô ấy đã bỏ thuốc và hại đời anh ấy. Thế là hai người về chung một nhà luôn. Nhưng mà cái người mà hại đời, mà lừa gạt người khác nhiều nhất là chính là một cái cặp đôi mà thề với lại các bạn luôn, cái tên của cặp đôi đó đó nó không có giống với lại con người của cặp đôi đó. Muốn biết cặp đôi đó là gì thì các bạn hãy cùng đến với lại phần đầu tiên của Happyland ngày hôm nay. Xin mời. Xù Thảo Lê mà nghe nó lộn lộn sao? Sao lộn vậy chị? Minh Xù Thảo Lê nghe tên nó con người quá mà ta. Ủa sao vậy? Đúng ủa, rồi, tại bạn con người, con người chứ con gì? Bạn đang giới thiệu cái tên không phải con người. Thôi hai đứa giới thiệu lại đi. Gửi lời chào trân trọng nhất đến với tất cả quý vị và các bạn. Xin chào yêu mến trên toàn đất nước Việt Nam của chúng ta. Lời chào trân trọng nhất. Ở số này. Con người đã quay trở lại rồi. Và không biết là hai con gì ở bên kia có muốn nói gì không? Hôm nay giống buổi to đàm á. Dạ. Dạ, cái điều mà Minh Tuấn và Kim muốn nói với lại các bạn là dẫn đi bà nội à. Hết giờ rồi, dẫn đây, vô. Tôi thông báo cho biết là hết giờ là tôi có security bắt ra đó. Đừng. Đây là cái búa mình... quyền lực. Hết giờ là đánh ra, vô. Đến giờ bấm giờ chưa đó. Mình vô gì vậy? 1, 2, 3, bắt đầu. Lê vô đi em. Các bạn mến, chào mừng các bạn đang đến với VN20. Quá trời sai. Các bạn thân mến, cô nàng mộng mơ Thảo Lê của VN20 và bác quản gia Minh Xù đẹp trai, cá tính thân thiện, dễ thương, hồn nhiên như bà điên, và anh Vi Lady, bác bảo vệ đã có mặt trong VN20 ngày hôm nay. Không phải là một không gian rất là quen thuộc đối với tất cả các bạn là bây giờ, đó chính là 21 giờ mỗi tối, mà chính là một buổi trưa rất là thân thiện và đáng yêu ngày hôm nay. À, chúc các bạn có một buổi trưa vui vẻ, ngon miệng. Ủa, ăn gì đâu ngon miệng. Bây giờ là mình chơi tô màu, bạn hiểu không? Đúng rồi, tô màu, lấy màu ra đi tô. Nhiều quá nè. Bạn ơi, cho mình mượn cây son được không? Dạ không. Tại vì trong chuyên mục mảng màu âm nhạc thì chúng ta sẽ cần có một cây son. Và một người cần được tô son, xin mời chị Kim. Ê, hôm nay hai tôi là chủ tọa, hai tôi không phải là đứa bị hại, ok lắm. Không phải, tại vì VN20 là muốn mang lại tất cả những cái điều đẹp nhất cho mọi người. Ok. Cho nên tụi em muốn là tô màu cho nó. Rồi ok, cáo vô đi em. Đây nè. Rồi cáo không được, thôi bây giờ mình vô cái mảng màu của mình đi. Mảng màu hôm nay làm gì? Thảo Lê. Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Ok, lông trong ngoài mưa, tắm không mặc đồ. Ê chết lộn, ủa tụi hát cái gì vậy? Xin lỗi. Hôm nay mình quay ngược thời gian. Dạ. Mình nói về những hồi xưa. Hồi xưa gắn liền với tuổi thơ của anh với em. Ngộ lắm, VN20 mỗi lần Thảo Lê nói là tất cả mọi người phải tập trung như vậy đó. Bởi vậy, cái điều mà hả cần phải được tập trung là phải được tô son phải không? Ráng đi em, đó hôm nay cái môi son này rất là đỏ, rất là hợp với dáng em. Nè, thấy không? Bây giờ em muốn là anh tô em hay là em tự tô, thấy chưa? Em xin tô cho. Kệ em luôn, anh tô cho em. Đó, thấy chưa nè, dễ sợ chưa, đó. Thấy chưa, rồi Thảo Lê được tô màu đỏ, rất là dễ thương và đáng yêu. Màu đỏ chính là điểm nhấn của thời gian đó. Và bởi vậy ngày hôm nay chúng ta nhắc nhớ lại những cái ký ức về thời gian với âm nhạc là như thế nào các bạn nhé. Rồi, nhớ cái ngày hồi xưa không Thảo Lê? Cái ngày mà chúng ta có sự nổi tiếng của nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và H.A.T á. Em biết là anh... Thà như thế thà rằng... Bỏ đi, sai cái bản rồi, tầm bậy. Vô em. Mà không biết là anh muốn nhắc tới bài gì ta. Cái bài mà mình nghĩ là mình sẽ cần... nhờ sự hỗ trợ của một người nam và ba người nữ. Ở đây mình có... mình được nhờ chủ tọa không ta? Chủ tọa hả? Cho em có được nhờ chủ tọa. Ê đừng phun tầm bậy, nuốt vô hết đi. Có nghe được chữ chủ tọa, nó khác với chữ chuột bạch không mới đi.
Dạ tụi em đâu có làm thử nghiệm gì dạ, đâu mà chụp ảnh. Dạ đúng rồi, tụi em làm hôm nay mục đích chương trình ban đầu là mình ngồi chơi thôi. Sao không mà làm bộ mình giới thiệu mình uống nước, mình qua chơi đồ chơi bài đồ hàng trên đây. Mà ban đầu mình dẫn sai quá mà. Đúng không? Tôi nói giờ âm nhạc đầu tiên nhảy cái đùng vô cái VN20 luôn. Rồi xin mời Linh Si. Xin mời Diệu Thùy. Bây giờ nói gì chưa hiểu vậy luôn. Ừ. Thôi cáo đi rồi Thảo Lê. Linh Si, Diệu Thùy vô đây với em đi. Không ai đánh hết trơn ha. Ok em giới thiệu đi anh làm cho. Đó các bạn thân mến, đó cũng là một cái cảnh thường xuyên diễn ra trong Zone FM khi mọi người đi thu show. Đó. Thôi bây giờ tôi thấy là bạn nam diễn viên này đẹp trai nè, chắc cần một người phải xứng đôi như tôi á. Tôi không có đâu, bỏ đi kiếm em làm mình được. Ok anh thích em rồi, tiếp đi em. Em nói đi anh làm. Cố lên cưng. Ok bây giờ xin mời các bạn hướng mắt về màn hình sân khấu. Chúng ta sẽ được lắng nghe tiếng hát của nam ca sĩ. Tưởng tượng đây là Ưng Hoàng Phúc các bạn nha. Âm nhạc vô. Ưng Hoàng Phúc phiên bản lỗi. Vô. Điều anh không muốn ai cũng đã đến. Cái đó Phạm Quỳnh Anh. Chị ơi lộn. Đã đóng rồi, hôm nay tôi đóng vai cả HAT và Ưng Hoàng Phúc luôn. Điều em không muốn ai cũng đã đến. Nhắc bà nói. Tại khúc nào vậy? Quỳnh Anh à, Quỳnh Anh xin lỗi tất cả quý vị và các bạn à, quên lời à, xin lỗi. Thật không muốn đâu em ơi, tình đã hết anh sao đây? Yêu em vậy sao? Đúng rồi. Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em. Gì nữa, chú ta? Trời đất ơi, chú ta chạy nhắc bài luôn. Cảm ơn bạn cho ta cho bạn khán giả đó là dễ thương. Đó, đó chính là cái ký ức mà hả rất là nhiều các bạn khán giả nhớ đúng không? Sự nổi tiếng của bạn, anh không muốn bất công với em. Nhưng mà em nhớ hồi xưa là để nghe được các ca sĩ, nghệ sĩ mà mình yêu mến thì mình phải ra mua đĩa. Chính xác, đi mua đĩa nghe, đi mua băng về coi. Chứ không như giờ là lên trên mạng xã hội coi hết trơn à. Bên cạnh cái việc là thành công bởi những cái bài hát hit thời bây giờ thì sẽ có những cái bài hát mang âm hưởng hơi quốc tế chút xíu. Ví dụ như nhắc tiếng Anh vào trong bài hát đúng không? Ví dụ như là bài hát rất là quen thuộc, hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ nhảy theo bài hát này. 2, 3. Corazón de melao, 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 corazón de melao, 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 corazón de melao, melao. Chủ tọa. Ủa sao kêu nhảy? Lúc nãy kêu nhảy thì không nhảy. Kêu các bạn khán giả nhảy thôi, chủ tọa làm lố. Kêu diễn mà bây giờ nhảy khác diễn. Mình bậy quá ha. Đứa nào bậy là bị quýnh vô đầu. Ủa sao chủ tọa giống con ghẻ và muốn quýnh quýnh vậy? Và kết thúc những bài hát mà mang thử tiếng Anh trong thời bây giờ được rất là thành công thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với rap. Đó, mảng mà âm nhạc phải có rap kết hợp cùng với ca sĩ. Mà nhắc tới rap là Thảo Lê nhớ tới ai? Đinh Tiến Đạt. Đinh Tiến Đạt kết hợp cùng với ai? Harry Won. Thời bấy giờ mà Harry Won. Harry Won Thanh Thảo. Anh quýnh đây. Chủ tỏ sai là bị ăn quýnh liền. Cái này gọi là nhu nè. Nhu nè. Đánh đường đánh hoài nha. Và thôi. Đinh Tiến Đạt kết hợp cùng với một nữ ca sĩ trẻ. Thanh Thảo. Các bạn có fan hâm mộ. Dạ cảm ơn. Được chưa? Tắt chưa? Nhớ rồi. Bài gì? Cái bài này nè. Đêm nay cùng sao vì trăng đầy lên cao. Mưa đang rơi cho con tim anh ấy chơi vơi. Gì? Hả lại. Ủa vậy thôi hả? Giờ mình vô lại nha, đầy đủ luôn anh. Rồi em vô đi. Trân trọng giới thiệu đến với tất cả các bạn sự thể hiện của một nữ danh ca. Mà khi cô ấy ca là không bao giờ mà nghĩ được là cô ấy đang ca cái gì. Dạ, xin mời cô ấy. Ca đi cô ấy, danh ca nha. Hai, vô. Hãy nói về cuộc đời. Rồi, hiểu rồi. Nè. Cái sự việc này nó đổi bộ xuất hiện trên VN Fenty. Nếu mà các bạn có nghe chương trình thì các bạn cũng đã hiểu. Rồi. Hết rồi. Tôi dại dột gì mà tôi đánh partner của tôi, đồng đội của tôi trong VN20 đúng không em? Bởi vậy nếu mà tôi có quánh thì tôi quánh vậy bộ. Tôi đâu có mà hả nở nào tôi quánh hai cái cùng lúc đâu. Mắc công bạn ấy phải đi khám thần kinh. Là tôi dẫn một mình. Ừ đúng rồi. Bởi vậy tôi rất là yêu thương đồng đội của tôi. Và hy vọng là các bạn cũng sẽ yêu thương VN20 giống như những gì mà các bạn đã ủng hộ trong khoảng thời gian vừa qua. Thay mặt cho VN20 chúc mừng sinh nhật đi. Yêu thương
Ôi, bà không hát là bà chết. Bà không hát là bà chết liền luôn á. Có cho em lời khuyên gì không? Bỏ bàn nhẫn này đi em ơi. Em ơi, lời khuyên dành cho em là hết show để em xử đẹp lên chị. Từ. Có một bạn, có một bạn khán giả tương tác kìa. Trời đất ơi, sao em hát vậy? Bạn mới hát xong mà kêu hát nữa vậy? Bởi vậy em ơi, em đừng có để kết thúc show ngày hôm nay một cách quá sớm như vậy. Anh không muốn thực sự ra kêu anh cover lại thì còn được. Thảo Lê mà cover lại thì thôi. Bây giờ thì dù sao thì bạn khán giả cũng đã gửi về, và nhân lúc nhân tiện có hai mặt ở lộn có mặt của hai bạn. Mặt của hai bạn ở đây cho nên là mình là xin phép hai bạn là thực hiện cái đáp ứng. MC mà dẫn về danh sóng trực tiếp là bị đuổi đó. Chết chưa? Làm gì vậy trời? Cái show ngày hôm nay hai cái bút rồi tôi đem lên chứ tôi tự hại tôi vậy. Rồi. Rồi bây giờ bài xe đạp. Không hát hết bài cũng được, hát một đoạn cũng được. Không, hát một đoạn thôi. Dường như nắng đã làm má Lê thêm hồng. Dường như nắng đã yêu tóc Lê. Ngồi trộm nhìn cho cái lấy cái bài chiến ăn đèn thùng áo trắng em sai quá, áo đen em bây giờ có quá trời chim. Trời, tôi đố các bạn nha, trên người Minh Sù có bao nhiêu con chim? Ủa sao kỳ vậy, sao từ hát mà qua game show vậy? Sĩ đếm chim xong rồi có được thưởng không? Đừng có đếm tầm bậy, đếm mà phải rõ ràng. Bây giờ các bạn chỉ được nhìn không được sờ vào hiện vật. Trên người tôi có bao nhiêu con chim? Nhưng mà trả lời câu hỏi xong rồi có nhận được phần thưởng không? Được một con chim. Được một con chim? Đúng. Ồ, chơi luôn. Kiệm. Bao nhiêu con anh? Kiệm. 4 con rưỡi, xài bé. Trả lời đi, lấy con về xài. Đứng lên, dạ. Đúng rồi, mặc dù cưng đã rất nhiều rồi nhưng mà không sao vẫn... Tôi đã đưa cái hình ảnh ra từ đầu rồi, cho nên là các bạn phải nhìn thật là kỹ. Khoảnh khắc nó mới quan trọng, bạn hiểu không? Bạn khoanh vùng địa điểm lại cho tôi được không? 1, 2, 3, 4. Bè nữa nè. 3 con ở có trên. Có 3, có 4 con chim. Sai bét, 4 con chim, sai. 3 con 5, chim 5, ở 5, trên 5. Ngực của Minh Xu. Sai bét, 5 con chim, sai luôn. Dạ, nói chung là mấy con chim không quan trọng hết giờ. Đuổi bè đi ra ngoài. Bay đâu? Dẫn người kìa. Happy birthday Zone FM. Chúc các bạn sẽ luôn luôn vui vẻ nha. Ủng hộ Zone FM cũng như là VN Trendy nha. Đáp án có 3 ông chim. Có 1 ông chim bị sẩm chuồng rồi. Kim Tuấn thấy tôi nói 3 con. Quay hết camera qua đây. Ngưng cái chỗ bên kia luôn cho tôi đi. Có một con chim nó bay chỗ khác mà cái chỗ đó là chỗ nào các bạn biết. Tôi thích gì các bạn. Giấu trong nón. Vậy em, vậy em, vậy em. Rồi nói nghe nè, nói chung chưa là được các nhận bạn... tiền cát xê đâu, đang kia ngồi đợi nha. À, các bạn biết không, là thật ra đó là cái cảnh mà không diễn ra thường xuyên trong VN20 đâu. Thấy không, bình thường là mọi người làm nuột nà lắm, không có lần nào mà hại người mà có nguyên cái xác chết đứng ngay cái background sân khấu của người ta vậy hết trơn á. Thấy không, xác chết này hơi bị đàn ông nữa. Thấy không, mình diễn nó đàn ông xíu đi nè. Đàn ông nè, đàn ông nè, đàn ông nè. Ô phụ nữ quá, thôi lui cung đi. Security Hot VN20. Lui. Rồi, đó là chương trình đầu tiên mở màn cho ngày hôm nay. Nãy tôi bậy quá, giờ bạn làm tiếp đi. Ok, Kim thì đã bắt mặt được của chương trình rồi. Các bạn đã được xem hậu trường của chương trình VN20. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một chương trình cũng nóng và hấp dẫn không kém gì với chương trình hồi nãy. Hồi nãy là chúng ta nói về nhạc Việt, đúng không các bạn? Bây giờ sẽ là một chương trình đặc thù nhạc riêng cho nhạc. Đáng lý ra là Asia Zone, nhưng mà cái thằng chủ thuyền nó ngồi kế bên Kim rồi. Cho nên bây giờ Asia Zone bỏ thùng rác nha, ok. Hôm nay Asia Zone không có ý nghĩa gì cả. Chỉ có Happy Land thôi. Dạ xin mời cái show tiếp theo. Dạ Asia Zone, tự nhiên cái tôi nhớ tôi xuất hiện luôn. Ủa? Chú cá heo Minh Sù thân thiện. Tấn 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 vào đây tấn. Chú chuyện này là số mấy chú ơi, chú linh quá. Asia Zone phiên bản lỗi, xin kính chào tất cả các bạn. Các bạn đã đến với con tàu Asia Zone, cái nơi chuyên chở những ca khúc về K-pop, về Asia rất nổi tiếng. Bây giờ khung giờ mới là từ 7 giờ đến 8 giờ thứ bảy và chủ nhật. Các bạn hãy nhớ thường xuyên theo dõi nhé. Các bạn thân mến, cô thuyền trưởng Kim xinh đẹp đã bị gió cuốn đi rồi và rớt xuống biển, bị con cá mập, đó chính là anh Hà Lê đã ăn thịt. Ai quấn ta? Ai quấn ta? Thôi Asia Zone kết thúc, xin mời các bạn cùng đến với show khác. Bye bye. Nhục quá à, kệ đi, lui đi đâu. Trời ơi. Nhìn
đấy quê thế, ngồi xuống. Khổ thế, lần đầu tiên được ghi hình thì phải bảo chứ gì. Trời ơi, bảo đây bao nhiêu lần rồi. Không biết thì em phải hỏi. Thì em hỏi anh đây, là bây giờ xuống, nhìn ngồi nào? Xuống hỏi hết đàng hoàng chứ, đúng không? Nói vào đâu, nói vào đây gì? Nói vào đây, nói vào đây. Đấy được rồi, xong. Qua khổ, chưa bao giờ được lên hình các bạn ạ. Gái quê mới lên thành phố, khổ lắm. Ai celeb được như đây, đây, đây. Đâu, xe bình thường. Ôi sao. Lo dẫn này nha, tôi chụp là chuyện của tôi nha. À, ok. Các bạn thân mến. Ôi ôi tệ luôn, hôm nay là thường lắm ấy, thường lắm ấy. Ngồi đây là thường lắm, em biết không? Thực ra thì em dẫn mình nó cũng quen rồi. Thành không, em đuôi. Thành ra may có anh ở đây em thấy nó cứ làm sao ấy. Nó cứ sai sai ấy. Nó sai. Giật mình kiểu gì ấy. Giật mình là thế nào? Thế đấy thì mấy tháng nay không thấy anh đâu thì sao mày nói trước... Bây giờ nói cái gì? Ngày cái này trước... là của ai nhỉ? Cầm làm gì? Ngày trước chúng mình tay trong tay với nhau đi làm các chương trình. Ôi không ơi, biết là ơi. Bao nhiêu show luôn. Em có thấy không này, tất cả mọi người xung quanh đây này. Ú à ú hết các người đứng xem một mình dẫn này. Cho em nhìn hình em lần đầu tiên lên sóng cái nào. Sổ ôi sao mà da nó trắng mà kiểu hoàng tráng ấy. Tóc tai kiểu xinh đẹp ấy. Tóc cái này là lộn trộm này. Thôi 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 anh ơi đừng dừng đi, mình có 5 phút thôi. À, đúng đẹp. Rồi, dạ có 5 phút thôi, hết giờ là bị bảo vệ đuổi ra giống tim hồi nãy đó. Sao gì, sao gì. Chúng ta đã đến với Hit Zone. Trong khung giờ quen thuộc từ hôm nay xong nay giờ lại lạ. À, hôm nay là khung giờ từ 11:15 đến 11:20. Sao thế? Hôm nay là vào đây là chỉ nói quanh quanh xong rồi là chúc mừng sinh nhật thôi gì? À, hôm nay là sinh nhật của Happy Lunch. Happy birthday, happy lunch. Hát dạ. Hát bài khác đi anh ơi. À. Dạ không phải. Không, đi 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 lộn tiệm nè anh. Dạ hôm nay sinh nhật John, Happy Lunch sinh nhật tháng sau lận. À. Có đại thiệp mời giùm em cái. Có bác sinh nhật John năm ngoái anh nhớ không? Anh không, năm ngoái anh chưa vào. Ồ thế à? Ờ. Thế mà em tưởng như hai anh em mình quen nhau ở chục năm rồi. Sợ. Cứ tưởng là phải đồng hành với nhau cái rất sự, lâu rồi. Cái sự ăn ý là nó thể hiện rất là rõ đúng không nào? Cứ một đúng câu là nhảy vào một câu ấy. Kiểu là rất là không hiểu vấn đề là gì ấy. Ngày hôm nay thì đến với sinh nhật John Radio. Thật à? Em nhớ là Happy Lunch mà. Sinh nhật John Radio. Nãy giờ giỡn gì ta? Ủa, giống tìm bạn bốn phương quá chứ không phải hit zone quá. Bởi bởi sao? Bây giờ mình làm mỗi lần ai mà nó sai là sao? Hit zone một tí. Em bị quên. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, vô. Cái lời đầu tiên mà I want to say đó chính là happy birthday to John FM. Oh. Dạ rồi chị ao xô rồi xong hết John, cảm ơn hết John đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và để có một cái hành động thiết thực, tại vì nếu mà chúng mình đến đây ta chúc mừng sinh nhật mà không có quà nó buồn cười đúng không em? Đâu như người ta đến đây ngồi chém gió nói chuyện lằng ngoằng xong rồi nói được mỗi câu happy birthday xong đúng không? Tức là thực ra là hôm nay có quà. Hôm nay là có mình có quà. Quà là quà kiểu cái nhà là vườn đặc sản đặc trưng. Đặc sản là đặc trưng của Hit Zone. Trong Hit Zone có một cái mục gọi là Lyric Talk. What's up fat homie boy? Lyric Talk đúng không? Lyric Talk. Thế ngày hôm nay thì có rất là nhiều bài hay. Yeah. Ngày xưa thì anh hay hát thì gọi là anh hay pha cải lương vào đấy. À. Còn từ hồi mà em handle hay là em mình làm mình thì tặng em không pha cải lương, pha ca trù. Bây giờ anh thích phong cách nào? Ca trù đi. Anh thấy nó mới. Ờ. Ok. Dẫn vào bài bằng phong cách ca trù rồi em hát ca trù cái bài này. À nhầm, hát bài này. Hát bài này tiếng lời Việt nhưng sao ca trù được? Không, dẫn vào bằng ca trù. Dẫn vào bằng ca trù à? Ờ. Cải lương trước đi. Cải lương trước nhớ ngày xưa là có mấy phiên bản. Trời ơi, bởi ngày hôm nay ta ngồi đây trong vòng thu Happy Lunch mà lòng đau đức. Bởi ngay giờ đây tôi và Thiếu Thùy đại diện cho Hit Zone chúc mừng sinh nhật John Radio. Này phân biệt đối xử, nên em nhớ ngày xưa Minh Dù hát cái gì ngoài kia vỗ tay cơ mà. Happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Còn bây giờ sẽ là tiết mục chính với giọng ca xuất sắc, giọng ca chứ danh, giọng ca bá đạo, giọng ca không còn gì để chê, không còn gì để nói, không còn gì để nghe của Diệu Thùy, bài hát
Let me like you do. Yes. Xuất bản tiếng Việt. Trời ơi, 8 năm rồi mới vô được cái bài hát đó. 8 năm rồi. Chưa có biết. Từ từ anh cứ nói đi, chưa có biết đâu. À chưa có biết à? Cứ nói tiếp đi anh Tuấn ơi. Cứu. Chưa có biết à? Thế đi làm beat. Có biết anh ạ. À. Bài này em viết Tuấn lùi cùng Tuấn. Trong một đêm mưa gió. Không. Không. Này trăng sáng. Một đêm trăng sáng là đêm Trung thu. Không. 3 tuần trước rồi. Mà em không nhớ là vào đoạn nào, hồi đấy chị Vân vào em có vào đâu. À đây à. Đoạn này vào chưa Vân? Là ánh sáng, là ban đêm để đúng đêm, là sắc thắm trong tim của em, là thuốc đắng, chẳng tội đây là đau thêm, đây chẳng tội em rất mà em muốn chạm tới. Chẳng thể biết ý nghĩa sao sâu đậm thế. Đậm thế. Cảm giác ấy, cảm giác ấy không quan tâm, không quan tâm. Em đã chưa vui thế bao giờ. Chưa vui thế bao giờ. Hãy theo em không có nhờ. Vào đêm đi em không có nhờ. Cùng nhau đi quanh quanh qua mây vệ tinh. Hết thòm tôi nhà bây giờ. Mấy vệ tinh quá. Anh sẽ thấy thế giới anh đem về đây. Về đây, what's up yo. Về đây. Đâu đây khó nè. Và yêu anh như anh yêu. Yêu 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 em như anh yêu. Về đây. Yêu em như anh yêu. Yêu 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 em như anh yêu. Chăm em như anh chăm. Chăm 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 em như anh chăm. Baby, what are you waiting for? Đổi 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 Sugar anh ơi. Nhầm rồi, đoạn này chorus là Sugar nhầm rồi. À sao, sao hai đoạn chorus liền? Không, không phải tiếp, bài này hát rồi trên hit show nhiều người yêu cầu lắm, 4 người lận. Cái này người ta bảo là what are you waiting for là phải dẫn ngay vào đoạn này, hiểu không đấy? I'm broken down. Ờ đây 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 chorus thì tôi đùa đùa đi. Bây giờ thì quên lần nên ta bị luôn. Bài này để cho chú các bạn nghe được rồi. Em muốn được yêu anh rất lâu, em chỉ cần được bên anh rất sâu. Da 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 da. Yes, bên anh rất sâu. Where you are? Da da da, quên anh thật sâu. Da 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 da. Yeah, sugar, sugar. Yes, please. Anh hãy đến và đặt lên người em đi. Ở ngay đây, ngay đây. Em cần, em cần. Vậy ca sĩ mới hát xong phải nằm mộ lên tặng quà mà. Vô 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 vô. Kỳ cục dễ sợ à. Vô 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 vô. Đây là cái cách để bảo vệ đuổi mấy người câu giờ ra ngoài. À. Cái bột thôi đâu có gì đâu, make up cho mặt nó trắng như là tiết thôi mà. Đâu. Đây nè. Đó. Dạ, không 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 có rút. Bây giờ chính thức là mời các MC của Hit Zone và VN20 chúng ta tề tụ lại chung một bàn hồi nãy. Tề tụ, tề tụ. Dạ rồi à, bạn ơi cầu truyền hình bên này. Ủa sao dư rồi? Ờ nhưng mà không không nhưng mà nhưng mà tôi không tính mấy người backup. Hả? Không phải. Bạn ơi, sao Vi ra đây? Ê con mắm kìa. Ê. Yeah. Cái này nó gọi là kém miếng khó chịu. Happy birthday Zone Radio. Yeah. Vậy thôi đó hả? Hit Zone về đi, Hit Zone. Không 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 không. Còn một phần quan trọng nữa. Đố vui có thưởng. À. Nhưng mà vậy mình sẽ thắng. Hit Zone chiến thắng. Tùng tùng rồi. Ủa là chia đội không? Có chia đội. Bây giờ giết hai đứa này đi là xong. À. Hả? Bây giờ anh nghĩ sao vậy? Cho nó mặc đồ giống em. Em nói thiệt chứ bây giờ Hit Zone mà có giết tụi em là tụi em thua chắc. Tại vì bên đó lấy thịt đẹp người dữ lắm. Không, lấy mỡ nữa chứ không phải thịt không đâu. Rồi. Nhìn cái phần vòng 1 thôi là tôi thấy ngán thịt khô vịt rồi. Ây da, tôi nói bạn Vân kìa, không phải nói bạn đâu. Em có gì đâu mà đưa ra. Rồi chơi đi. Bây giờ sẽ là phần game show.
của hai cái chương trình mà không có giống con người nhất nãy giờ các bạn thấy không? Nãy giờ các bạn hiểu nói gì không? Không không biết không? Mình chỉ là hát thôi. Cảm ơn Tướng đã giới thiệu đội của VNT là đội như chim. Hát không thôi, bây giờ là cho mấy bạn đó là phải đoán được tên ca khúc luôn á. Bây giờ mình đến với lại game show nha. Mình ok. Trời ơi, còn cái người chủ tại cho tôi lục nát cái kịch bản rồi chưa biết chỗ nào luôn. Dạ, tới game show bà nội ngồi xuống đi để con dẫn cho. Ngồi xuống. Rồi. Nói nghe nè, nãy giờ nói không có lên hình, giờ tôi nói mới lên hình nè. Không, nãy giờ lên hình rồi. À, các bạn thân mến. Các bạn mới chúng ta đang đến với game show á. Các bạn thân mến, các bạn nhìn thấy những gì mà mấy MC gọi là chèn nhau đi nghỉ chơi đi. Nãy giờ là chính xác là những gì đã xảy ra trong Zone Radio. Đến show này đi thu mà show kia vẫn còn ngồi trong phòng thu là sẽ bị lôi ra đánh đập vậy. Giả mang tàn bạo hoặc vậy đó. Là trong lúc ta đang thu vô phá là chuyện thường xuyên diễn ra. Và hai MC ngồi trong phòng thu mà thu âm mà ôm xèo nẹo vậy cũng là chuyện thường tình xảy ra luôn. Cái chuyện này thường xuyên diễn ra trong top bò tì á. Game. Rồi, bây giờ mình chơi game show đúng không? Game show của mình. Game show. Hình như nay muôn thú hội tụ hay sao á ta? Nguyên giường bách thú hả bệnh? Ờ, cáo, thỏ, chim gì tà lè hết trơn. Rồi. Lôi cô. Rồi, bây giờ sẽ là phần game show cho VN20 và Hit Zone. Ok, vô. Rồi, nhiệm vụ của các bạn là tìm con chim. À, con chim tìm được rồi. Rồi, mỗi người một cây búa, mỗi đội một cây búa. Cây búa còn lại đâu rồi? Mỗi người một cây búa. Có hai cây, năm đứa chia sao đủ? Hai đội, đội một cây. Hai bự nhất được cây búa. Kìa. Rồi, hai đội, đội một cây. Không. Rồi. Thảo Lê một cây. Có một cây thôi. Có một cây thôi thiệt. Dạ rồi, đây. Thôi mình tề tụ về chung một cái camera đi. Rồi. Trả đây chứ. Nó nghe nè, Tấn là Tấn bự nhất luôn á. Tấn biết cái mặt mình bự mình nướng sao đi. Được, nướng sao chìm lắm. Trời ơi. Còn đi nữa, cái cây bà cao quá bà úp luôn. Đừng, không? Đừng có quay cái cảnh toàn ra cái thế kỳ. Vậy mình ngồi thế đẹp đi. Coi chừng sạp cái bàn thôi, bây giờ. Thôi chút thôi. Rồi bây giờ là đến với game show của Hit Zone là VN20. Các bạn sẽ nghe một ca khúc, sau đó các bạn sẽ giật. Bạn nào biết được ca khúc đó là gì thì giật cái cây búa từ tay của MC. Giật cây búa chứ phải giật tóc MC. Giật cây búa. Sau khi giật xong thì trả lời. Trả lời đúng được quyền đánh lợi còn lại. Trả lời thua bị MC đánh. Rồi. Bây giờ mình phân công lao động đi. Luật chơi rất đơn giản các bạn nha. Rồi, hai đội sẵn sàng chưa nè. Rồi, quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại. Quay lên. Ai MC, ai khách mời, ai MC. Cái dáng xấu ghê Kim ơi. Trừ một điểm. Đây, vô. Vậy nè. Nó nghe nè. Thấy cái mặt tôi ngơ ngác không? Không biết gì đang xảy ra luôn đó. Vậy mới hay đó. Trời ơi đất, bể cái búa luôn rồi bà nội ơi. Từ từ. Mình phải nói thời gian bắt đầu chứ. Từ từ. Vậy nó mới vui, vậy nó mới bắt đầu. Từ từ. Ngưng. Lên. Rồi bây giờ tới ca khúc thứ hai. Bị cho thôi hả? Ba. Gửi cho em đến lung linh và tình sắm. VN20. Trời ơi. Yeah. Đàn ông lên. Đàn ông lên. Không. Đàn ông lên. Vô. Rồi bài hát tiếp theo. Từ từ. Đưa đây. Rối loạn cái búa này quá trời rồi. Công bằng chứ. Bây giờ thôi mau chụp lộn cây bây giờ. Rồi cùng. Bây giờ sẽ là ca khúc thứ ba. Lùi về. Sexy back just in time. Tại vì nó ăn gian lắm. Nói nghe mấy đứa. Nè. Trời ơi.
Nói nghe tôi nói mà, tôi nói ngưng, mà. Ngưng cái này lại. Qua kia xử bà kia giùm tôi. Tôi qua mình xử xong đi. Cho em. Im, giơ hai tay lên trời. Đứng em nhìn thẳng lên trước. Nhìn thẳng, giơ tay lên rồi. Từ từ, bây giờ đội nào nói chính xác được tên bài hát thì MC sẽ quăng búa cho đội đó. Thiệt luôn á, chơi mà chơi gì mà xúc cây anh Tướng ra luôn. Vâng ơi Vân, em bạo lực quá Vân à. À, em biết gì đâu. Vậy là nhiêu rồi, 3-1 rồi đúng không? 2-1. Bây giờ là 3-1 nè. Nói nghe nè. Thảo Lê, trả lại chị. Có bao nhiêu ca khúc vậy mọi người? Trời đất ơi. Còn hai cái thôi. Ngày năm là cũng còn muốn thóp luôn. Có từng 10 cái là tôi chết luôn á. Ca khúc tiếp theo. Nếu tôi không tìm. Bà dây. Nói tên ca khúc mới được đấy. Hả. Đây là một sáng tác. Một sáng tác của nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Lương Bằng Quang dịu dàng đến từ phút giây. Không phải, bài chính em tôi biết. Bài chính em tôi biết, bài này dịu dàng luôn. Đi. Dạ, cậu lên. Ban giám khảo. Đây, im lặng. Mình nghe lại đi anh. Từ từ. Ngưng 5 phút rồi bị đánh luôn đi. Tại vì tài lanh tài lọt quá. Hiếm có ai mà nhu mà tài lanh lắm. Bài cưới, Trời ơi, bà tự tin lắm luôn á. Chịu dành đến từng phút giây nè, chứ không là bài khác nè. Tại vì tôi biết là bạn đọc Lương Bằng Quang trước luôn. Khe người ta cho người ta sợ mà. Hư luôn cái búa rồi. 3-1. Tiếp đi. 3-1. Bài hát tiếp đi. Yes. Cuối cùng bắt đầu. Bao nhiêu câu ca tình nhân thơ thần khắp thế gian. Chỗ anh Nguyễn Phi Hùng nè. Bài gì mới quan trọng. Bài hát được mang tên Dán Em Đắp. Dạ rồi, mời hai đội ra ngoài. Về nhà mình kiếm. Nói chung là chung cuộc là Hit Zone vẫn thắng 3-2. Tôi nói thật với lại các bạn luôn. Nói thiệt với lại các bạn luôn, mới có 2 show mà banh luôn tất cả setup từ sáng giờ. Rồi bye. Rồi lui cung. Minh Xu về nhà đếm chim trên áo đi em, cùng để cho show chị tiếp tục với em. Hai đội lui cung. Hai loại. Các bạn thân mến, như vậy là Hit Zone đã chiến thắng quanh liệt với tỷ số là 3-2. Xin được chúc mừng Hit Zone. Nói chung là tất cả những cái sự chiến thắng hay là thất bại đều mang lại niềm vui cho khán giả, bởi vì các đội đều bị đánh vậy thôi. cái dòng ông khó đuổi đi ghê luôn á, đi nào mà nó cứ phản phất lại hoài luôn á. Rồi, nói chung là chúng ta mới có 2 đội thôi mà các bạn biết không? Thực ra ban đầu á là ban biên tập của Happy Lunch mong muốn là đưa hết tất cả các MC vô chung một lúc. Không bao giờ được, không bao giờ nghe được. Mà muốn xỉu luôn. Cho nên là với cái quyết định sáng suốt cuối cùng đó là chia từng show ra mà còn muốn banh phòng thu như vậy là thấy rung rinh rồi đó. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ nghe một ca khúc, sau đó sẽ quay trở lại với một chương trình tiếp theo, một chương trình rất đinh của Zone Radio. Chưa bao giờ mà tôi cảm thấy tôi hạnh phúc khi tôi được nghe ca khúc như lúc này luôn á. Thiệt luôn á các bạn. La 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 la. Tôi hết hạnh phúc rồi. Tôi hết hạnh phúc rồi. You're the one that to me. Bưng bả đi xem đây. Bà gì? Hit me. Của Dirty Love. Hit me, hit me. Inside, I know I'm screwed. If
me. Các bạn thân mến, đã 9 năm rồi mà cái chuồng của John không bao giờ thay đổi. Mỗi lần mà MC xuất hiện cùng chung một chuồng là ngay lập tức phải đi sửa chuồng ngay. Hồi nãy giờ trong lúc mà các bạn nghe nhạc là tôi phải ngồi set up lại toàn bộ mọi thứ. Tại vì mới có 2 show thôi mà sân khấu nó banh rồi. Dạ, mút cái tiếng của hai cái con trong chuồng giùm em đi anh. Ủa nhớ con mua nhiều rõ mồm lắm. Để thiệt luôn á, mấy cái này là cho nước là uống thuốc cầm á, chứ còn rõ mõm cũng không có được đâu. Trời ơi, sao biến thanh luôn vậy, trời ơi. Sao lựa cái con gì sang vậy? Chào mừng các bạn đã đến với khu rừng Breakfast Zone. Rồi không? Cô rừng rồi không? MC chính nhưng mà không chịu giới thiệu gì hết, đợi khách mời lên tiếng là sao? Hai con rồi kìa. Giới thiệu đi. Giới thiệu lại cho hai chuyện. Dạ các bạn, rồi. Các bạn đến với giường bách thú. Khoan từ từ, quay hết camera qua anh đi em. Vô. Bây giờ mới trở lại nè các bạn. Khung giờ phát sóng từ 6 giờ đến 9 giờ sáng. Các bạn sẽ vào trong một cái chuồng. Và các bạn sẽ thấy được hai cái con thú. Một con tên cáo, một con tên thỏ. Mà bề ngoài của nó là gấp mấy chục lần cái con mà cái tên, hiểu không? Đó, các bạn thấy cáo với thỏ rất là nhỏ con. Đó, ngồi nguyên cái bàn là phải ba cái bàn gom lại mới ngồi đủ. Rồi, nói đi mấy đứa vô. Chào mừng các bạn đang đến với khu rừng Breakfast Zone. Chương trình radio hay nhất hành tinh, chỉ được phát sóng duy nhất tại Việt Nam. Yeah, yeah. Mấy đứa khác chưa có đủ tiền để mua chương trình này. Chương trình cái gì cũng nhất hết. Yes. Phát sóng sớm nhất. Yes. Chương trình dài nhất. Woo. MC mập nhất. Ở lộn, yeah. lộn. Yeah. Lộn. MC đẹp. Yeah. 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 MC đẹp nhất các bạn à. Mà ngày hôm nay thì để đến với chương trình đặc biệt Happy Birthday của John FM. Thì hai con ruồi của Happy Lunch đã mời Thỏ và Cáo đến đây. Và yeah, chúng tôi sẽ cùng với các bạn đến với một chuyên mục rất là được yêu thích trong Breakfast Zone. Đó là khuyến nâu. Làm sao để nuôi cáo cho nó lông mượt và không ỉa quá nhiều. Biết. Dạ, chương trình trực tiếp cho nên biết chậm. Mốt luôn giùm em. Dạ, chương trình Breakfast Show đến đây là kết thúc các bạn nha. Đó chính là những điều mà các bạn thường thấy. Chỉ cần nói sai một câu như vậy thôi, khóa sóng rồi ngừng luôn. Nghĩ về trên đài đâu có được nói những cái chữ, ví dụ như là cái chữ biết. Cái này để thử thôi, hiểu không? Đây là để thử độ nhạy của chương trình. Để thử sống đó. Ừ. Hồi nãy là bắt không kịp tiếng. Có cho ông Huệ không? Không, tại vì chuyên mục này là chuyên mục rất là Minh Xù có được cho tiền không vậy? Cho nên là mình phải để cho họ tiếp tục chia sẻ đến các bạn luôn nè. Đúng rồi. Nói chung là một từ ị nữa là có chuyện. Quay trở lại với Breakfast Zone. Chuyên mục ngày hôm nay sẽ là I Need, I Want, I Love. Một chuyên mục chuyên gia cung cấp cho các bạn những thông tin để các bạn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và vui tươi nhất. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề có tên là quên rồi. Chúng ta như vậy nói hồi cái nó nhớ ra. Nãy giờ thì thấy mấy bạn giỡn dữ quá rồi, mình cần một chút xíu nghiêm túc đúng không? Đúng rồi. Cho nên là chúng ta sẽ mang đến một chuyên mục rất là nghiêm túc để giới thiệu cho các bạn. Yeah. Đó chính là chào mừng các bạn đến với chuyên mục I Need, I Want, I Love. Cái này nói rồi. Dạ, lộn vợ sao đó. Nội bộ lục đục là bị đuổi đó. Chủ đề của ngày hôm nay sẽ là bí quyết của gái. Mà không phải gái thường, mà gái là hot mà girl. Ý mình muốn nói xin lỗi, nhiều khi á nó nghĩ từ này mà nó nói qua từ kia, hiểu không? Khổ vậy đó hà. Nói chung tại tôi chung với nhau lâu quá rồi nên nó bị nhập vô đầu đó. Thôi rút kinh nghiệm. Cô gái gì? Cô gái hot girl. Yeah, giống như Thỏ nè. Nói chung là sau nhiều năm cáo cua Thỏ không thành công thì ngày hôm nay cáo đã đúc kết ra được một số những cái bí quyết. Nhưng mà ngày hôm nay mình đâu có phỏng vấn cáo, mình sẽ phỏng vấn một chuyên gia đúng không? Chuyên gia đến từ Bangladesh, Mỹ Tho. Rồi mời cho em đổi nhạc nha, mời chuyên gia ra. Dạ, nhập hồn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình tư vấn. Ôi trời ơi, kinh quá.
Ngày hôm nay tôi có mời đến đây một anh chuyên gia rất là... nhìn rất là... nhìn rất là TV 3D. Và không biết là anh đến đây làm gì ạ? À? Dạ xin lỗi mấy đứa anh chuẩn men. Xin lỗi quý vị và các bạn, tôi chuẩn men. Dạ. Dạ vâng ạ. Tôi là ngày xưa là dẫn chương trình bên bển. Dạ em có thể đoán được. Vâng ạ, thì cái suốt cái thời gian chinh chiến bên đấy là bị gái nó đá, nên là cuối cùng tôi cũng tích lũy được rất là nhiều kinh nghiệm. Tôi lặn lưng và hôm nay tôi đến đây tôi chia sẻ cho chương trình. Dạ thế thì mời anh sẽ chia sẻ chương trình này rất nhiều người xem ạ. Vâng ạ, nói chung là để cua con gái thì nó cũng cần rất nhiều yếu tố. Nhưng mà tôi, cái đấy là tôi bình thường, tôi chỉ cái cua hot girl. Ok. Nó nhất là nó có ba cái gạch đầu dòng cơ bản. Đấy, đấy. Đứa nào vừa cười? Có con bò nào đó lạc vào phòng thu ấy nhở? Anh Vy bấm tin 7. Tin mới của anh đó. Thôi quay trở lại cái chủ đề đấy anh ạ. Thôi bỏ qua nhá. Bỏ qua đi. Đầu tiên để cua hot girl bạn phải làm sao? Bạn phải quên mất chính mình là ai. Ôi giời ơi. Bạn con trai bạn quên mình con trai đi. Đấy. Bạn phải sống như một hot girl. À. Bạn ăn mặc như hot girl. Bạn ăn uống nói năng như hot girl. Đấy. Khó nhỉ. Để bạn hiểu hot girl là ai. Hèn chi có thấy anh như thế này. Thì khi hiểu cái tháng rồi mới cua được. Dạ đấy, đấy là yêu cầu thứ nhất. Bạn biến thành dê. Là cái thứ hai cơ nhầm rồi, tinh kỳ thế. Cái thứ hai ấy là bạn đừng có thể hiện cái sự quan tâm của mình quá nhiều tại hot girl đấy. Ôi cái này khó nhỉ. Ví dụ bạn đang muốn tán tỉnh không có hot girl ở đây. Đây 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 đây. Thầy này đeo kính đen cho nên là không có nhìn rõ cho lắm. À vâng đây, đã rồi. Đây đây đây. Em này vào đóng đi. Đã rồi, hot girl á. Thì em này hơi lỗi một tí nhỉ. Đâu ai đóng vai hot girl, ai đóng vai nam? Hot girl, rồi đây. Chị là đàn ông cứ hot girl. Đây hot girl, còn đây là nam. Thì ví dụ như bạn rất thích hot girl này. Nhưng mà bạn không thể hiện cái thái độ đấy. Bạn phải thờ ơ. Vô xé vào, dễ xé đồ. Rồi sao nữa? Bạn đừng quan tâm nó là ai. Bạn cứ biết hành động thôi. Thế rồi. Thái đời, thái đời rồi. Thông báo thiệt hại rất nặng, đó chính là rách bà đó cái quần rồi. How about the bird? The bird? It's okay. I just already bị mất một con chim rồi. The bird is here. Vậy là sau khi mà làm như vậy thì hot girl sẽ bị mất một phần trong con tim của mình. Là mất con chim đó. Ờ, mất con chim là một cái tiếng lóng của từ con tim trong đài radio đó các bạn ạ. Yeah. Điểm thứ ba là gì ạ? Nói chung là... À không, quay trở lại với cái chuyên gia ạ. À, nói chung là khi bạn quan tâm ai, bạn đừng quan tâm hết mức. Dạ. Bạn chừa ra 50% thôi. Dạ. Để cho người ta, ôi, anh này anh thích mình mà anh không quan tâm mình. À. Đấy, thế là tự nhiên người ta nhớ. Thôi rồi. Ừ, đấy. Dạ, rồi, cảm ơn thầy ạ. Rồi. Tiếp theo ạ. Hết rồi. Hỏi lầm thế. Tiền thôi trả. Để bây giờ mình thực hành đi. Dùng xịt keo khách mời vậy lắm á, xịt keo MC vậy không? Xịt keo đồng nghiệp. Ừ. Hai con gùi, mà, hai con gùi. Mà nếu hai như con gùi. MC này mà dẫn chương trình là phải xịt tới 8 cái keo là khách mời quá, nó đâu có đứng được đâu. Mà không biết keo nhật lần thứ 10 đừng có màu đâu nữa nghe. Thôi bây giờ mình thực hành đi thầy. Mình thực hành ha. Dạ làm ơn cho em nhạc vườn đào. Nhạc vườn đào hả? Thì thí dụ như là hai con đào. Là một cô hai cô không phải cô hai đào, con là một cô hot girl mà con ơi con thực tế một tí. Bây giờ để cho thầy đóng hot girl. À thầy đóng hot girl. Con cua thầy. Con cua thầy tức là đấy. Con áp dụng những cái từ gì đúng nãy rồi. Giờ đúng không thầy? Để thầy bỏ nón ra cho nó giống. Nhưng mà khó tưởng tượng quá thầy ơi. Cái đầu thầy kìa. Để thầy lồng vòng cho nó giống hot girl. Dạ. Bữa nay ta đang say. Ta đang muốn tìm một cô gái thật đẹp để cua. Không biết cô ở đâu. Cô còn đang phải độ ngực. Cho nên không chịu để cua được. Đây là dịch vụ độ ngực của Kim. Đúng phải độ vậy chứ không. Người nam nhi như ta mà ngực lớn hơn kỳ lắm. Trời ơi. Tối nay buồn quá. Kẻ nào? Chạy.
gái à? Xí, ngưng, ngưng. Chị, hàng giả cuối cùng nha chị. Cô gái à? Để anh giúp em. Không có vô trường. Nó tới đây. Hot girl đã đổi vai thành người phụ nữ có bầu. Ví dụ như vậy đi. Thôi đóng vai cô gái đi để tôi cua nè. Cô gái, cái nhà hồi nãy đâu rồi? Tối nay buồn quá. Uống rượu. Tối nay buồn quá. Tiền. Sao không có ai vô cua mình? Tiền thì ta không thiếu, chỉ thiếu gái đẹp thôi. Tự mà nhiều ta thì cũng đã quá đẹp rồi. Giờ biết cua ai đây? Đêm nay thật là buồn quá đi. Đại gia nào vậy? Đại gia nào bụng bự vậy? Tại vì anh phải có nhiều hợp đồng phải đi nhậu đó em. Anh ơi, anh là mẫu người mà em rất thích. Cái mặt bự, cái môi bự, cái bụng bự, có cái não là không bự. Em à, cái sự thông minh của người đàn ông không phải nằm ở cái não. Chứ nó nằm ở đâu vậy anh? Nó nằm ở dưới kia xanh. Em tên gì? Em tên là Bông Bông. Anh rồi. Cũng thấy em rất bông. Ba mẹ em thiệt là có khả năng nhìn người đó. Dạ. Mới đẻ ra đã biết em bóng trong tương lai rồi. Nói nghe nè, ngồi kế tôi làm chi vậy? Tại anh... vì cái trong cái ba này nhiều chỗ ngồi, sao không ngồi chui vô đây ngồi? Chú tên nhà của anh, của em á là Lộ á, rồi tắt là Bóng Lộ. Ê, lo bán rượu đi. Ok, uống rượu. Tối nay anh vừa mới ký xong một hợp đồng trị giá 5 tỷ đô la Mỹ. Trời ơi nhiều. Nhưng anh không biết dùng số tiền đó vào việc gì nên anh mới ở đây. Anh để ý cho em xài giùm. Em có cái gì để anh xài? Bây giờ anh muốn em có cái gì em có cái đó chứ anh. Cái đáng giá nhất của em mới bị bể rồi. Giờ xài cái gì đây? Em còn cái khác đáng giá hơn. Em còn cái sơ cua. Anh thấy em không có quyến rũ như là trong hình là cho lắm. Dạ, tại hình đó là em cà mặt rồi. Em hay cà giống như Kim với Minh Tuấn ở trong sườn đáp em. Tấm nào cũng như tấm nào. Cà muốn nát cái mặt luôn. Em hơi dài rồi đó mấy đứa. Dạ. À, họ nói cái gì của mình dài vậy em? 3 phút nữa không cắt mà cắt hai đứa luôn đó. Nói chung tao nói nãy giờ không có làm cho cái bí kíp nào tôi chỉ hết trơn á. Sao vậy tôi lạnh lùng nãy giờ đợi cái phần cua mà thấy hết tôi lạnh lùng đánh lại không à. Tôi lạnh lùng chết. Thôi bây giờ mình mời hai cái chị trong vườn đào ra đi. Để trong vườn đào hả? Ừ. Rồi, trên okay. Nhà cờ Trung Hoa vườn đào. Hay da, chúng bộc lại tiền cảnh này thiệt là lạ quá đi. Trời ơi tỷ ơi, quả là không uổng công chúng ta cưỡi mây về gió để đến cái giường này. Trời ơi, trái đào kìa, trái đào này ăn chắc ngọt lắm. Trái đào ngọt quá, nhìn như trái chuối vậy. Không phải đâu, ở đây là chúng bộc lại tiền cảnh, họ không có nước để trồng chuối đâu. Vậy là họ trồng cái gì? Đây là trái đào tiên, ăn vô sẽ trường sinh bất tử đó. Vậy hả? Vậy mũi cắn thử một miếng nha. Khoan, trái này đâu phải một mình mũi cắn được. Chứ không lẽ tỷ muốn giành với muội? Tụi mình là tỷ muội nhưng tụi mình đều đẹp như nhau. Bây giờ nếu ăn cái này vô còn đẹp hơn nữa, hoàng thượng biết chọn ai? Hay dạ. Bây giờ là bực mình quá. Muội có một cách. Muội có một cách mà cả hai đứa đều cùng được ăn trái này. Nói nghe, muội tỷ biết rồi. Có một mụ phù thủy, đó là người chị ruột của tụi mình. Phải không? Bà đứng ngoài kia, vô đây chị à. Tỷ ơi, tỷ chờ nè, hãy vô đây với muội thỏ và muội cáo đi. Được. Khi mà tỷ vô đây sẽ được cắn cái đạo tiền này và trở thành trường sinh bất tử. Tỷ kền chưa bật đồ hả? Sao nhìn giống mặt rồi quá vậy? Cái gì kền kền thì người chỉ có lòng thôi, chứ không có mặt đâu. Vậy bây giờ nó dùng trái đào này thôi, dục mẹ nó. Dạ đúng rồi, hết dạ. Giờ rồi mình dục là đúng rồi. Dạ đến đây thì chương trình của chúng em cũng kết thúc rồi. Dạ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành tình cảm cho tụi em. Hôm nay vô thì rất là cảm ơn Happy Land đã mời Rapper Show vô. Mặc dù là rất là nhiều show và rất là nhiều hợp đồng đang còn bỏ ngỏ, nhưng mà tụi tôi vẫn nhận lời bởi vì tụi tôi hay làm từ thiện. Ừ.
Vậy vậy là Happy Lan hãy chúc cho tụi tôi một cái gì đó nó ra hồn đi. Dạ, đúng mấy rồi. Bạn hết Trung Thu không cần phải làm thiện nguyện nữa. Và các bạn thân mến, đó là những gì mà các bạn đã nhìn thấy, đã nghe thấy trên chương trình Breakfast Zone từ 6 đến 9 giờ sáng, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Họ vẫn thường hóa thân thành các nhân vật rất là dễ thương như vậy và họ cũng rất là bình thường. Và các bạn thân mến, sau khi mà họ biểu diễn xong thì tôi rút ra được một điều rằng là tại sao có nhiều show như vậy mà mình lại mời họ. Lần sau mình rút kinh nghiệm mình không mời nữa. Thật là một câu nói đùa thú vị. Thứ nhất là trong một show có quá nhiều bad words. Và cái thứ hai, có cái thứ hai là sàm sỡ nhau trên sóng. Nói chung là chỉ có một cái điều duy nhất của các ông chuyên gia đó thôi, là cứ thấy phụ nữ là nhào vô sạc không nói gì cả, chỉ hành động thôi. Cái này thì Tuấn với Kim đâu có hành động được, đâu có áp dụng được. Đúng rồi. Tại vì người phụ nữ Việt Nam Kim ơi, là Kim dẫn tiếp đi để Tuấn gọi bảo vệ nha. Người đàn ông quyền lực nhất Happy Lunch ngày hôm nay. Và sau đây xin mời các bạn chúng ta cùng đến với cách chậm phấn nền. Đầu tiên chúng ta sẽ chậm bông phấn vào cái tô bột. Chậm thật là nhiều vô. Xong bước đầu tiên chậm cái bông phấn lên trên trán. Chậm nguyên cái bông phấn lên trên trán và phủ luôn cái mắt. Tại vì cái tuyến bông phấn này nó bự hơn cái mặt nữa. Gì vậy? Rồi vậy thôi. Nghe ở ngoài nó suối làm nội bộ lục đục, bỏ cái tô bột xuống. Rồi. Trời ơi, tự nhiên một bên bao không, một bên Ngọc Trinh vậy không được đâu. Rồi, thôi bây giờ mình quay trở lại mình tạm biệt với lại Breakfast Zone nha. Mình sẽ quay trở lại với chương trình với một show nữa của radio. Và các bạn có thể đoán ra được đó là show nào hay không với hai MC chính của chúng tôi. Và cái show đó là cái show mà các bạn khi lắng nghe trên sóng thì thông thường trong show đó sẽ có hai giọng bắt cùng một lúc luôn. Hãy cùng đoán xem đó chính là show nào. Bằng một cái sting. Có. Không có sting. Sting của Happy Lunch. Vã quá rồi dùng đợi. Hết sting rồi. Dạ vẫn chưa vô. Come. Vô lôi. Tôi thấy sai sai sao. Mời cái tiếng trước và tiếng sau của tôi. Xe ô tô để mời coi. Xe ô tô để coi. Anh để em. Đi xe ôm không chịu trả tiền. Ông nước ông đòi hoài. Chị để em. Chị để em. Mắt để tôi. Chào mừng các bạn đến với Hot Girl. Xong rồi. Bà nói một tiếng nữa hai con không vào là bà nhuộm trắng hai con nhá. Tôi vào rồi. Ngồi đi ba. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng tôi mặc. Tôi nói chút mà. Các bạn thân mến, Lizzy và Mạnh Tùng đã quay trở lại cùng với Zone. Của chúng ta có công cụ là một cây búa đến với lại Happy Lunch ngày hôm nay. Đừng nghiêm túc mà. Trước khi bắt đầu dry zone trong Happy Lunch thì xin mời bạn Mạnh Tùng tiến lại phía bàn Happy Lunch ngồi với lại Kim Kim. Còn bạn Tứng Tứng thì ra đây ngồi với Lizzy để chúng ta có thể bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Ê, nói nghe nè. Dạ. Bạn đã bạn hấp hủi Mạnh Tùng từ trong show Dry Zone cho đến tận Happy Lunch ha. Dạ. Để tôi công bố tại sao lại đổi vị trí như thế này. Tại vì chuyên mục của chúng ta có tựa đề là Sam Show.
nó nghe nè, sao không lựa chủ đề gì cho con xuất hiện, cho con quay phong một xíu vô sàn. Tại sao ông Tuấn? Tại vì nhan sắc của MC Happy Lunch quá đỉnh, thành ra là hai MC của Dry Zone muốn qua đây thực hiện cái chủ đề này. Khi người ta sàm sỡ, người ta không chú ý đến nhan sắc. Vì sao mà Lizzy rút ra điều này? Bởi vì Lizzy đã 4 lần bị sàm sỡ. Đúng rồi, mới tập lần hồi sáng. Tôi không hiểu là cái tiêu chuẩn về cái đẹp bây giờ nó ở mức độ nào, chắc cỡ cái này quá. Mà Lizzy 4 lần bị sàm sỡ. Tại vì bạn Mr. News không có biết một điều, đó là Lizzy cố tình bị sàm sỡ. Cái câu cửa miệng của cổ là dạ sàm mai cũng vậy, sàm sỡ em cảm ơn. Nên á, là cổ bị tới 4 lần luôn á. Đây là quyền năng của tôi. Mà các bạn biết không, kết cục của mấy thằng sàm sỡ cổ thảm lắm. Thôi, đó chỉ là nói đùa cho vui, để làm nhẹ lại cái phần nghiêm trọng của cái chủ đề ngày hôm nay thôi. Còn sàm sỡ thì thực sự là nó để lại ám ảnh với những cái nạn nhân của nó. Đúng rất rồi, là... sàm sỡ xong phát nào cô chụp ảnh phát đấy, người ta gọi là ám ảnh. Chương trình đã chuẩn bị một clip hậu kỳ về những trường hợp đã bị sàm sỡ, đã là nạn nhân của những tên yes sir. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đoạn clip này. Và nếu các bạn nhận ra những nhân vật trong clip này thì nhận ra chết liền á, không nhận ra được đâu. Ủa vẫn có duyên dễ sợ luôn vậy đó. Tất nhiên rồi, vẫn duyên lắm luôn á. Tất nhiên là có duyên rồi. Hồi xưa khi em còn nhỏ em đi đóng tiền học, thì em đang đứng đóng tiền học thì đằng sau có một người kia cũng đi đóng tiền học. Nhưng người đó đã lớn rồi, người đó đứng gần với người em, xong cứ cà với người em. Xong hồi đó em còn nhỏ xíu, em tưởng là do đông quá nên người đó mới đứng gần vô. Nhưng thực ra là vì người đó cố tình. Xong người đó cà hoài lâu quá, cái em mới thấy kỳ. Xong em mới quay qua nhìn người đó. Cái người đó, em thấy người đó không chịu đóng tiền mà cứ đứng cà cho người em hoài. Xong em quyết định không đóng tiền nữa mà quay qua hỏi: làm gì đó? Xong người đó đã sợ quá nên là lẻn lẩn đi mất. Sau lần đó em rút kinh nghiệm là khi đáp ứng ở những chỗ đông người thì mình phải để ý thấy ai cà cho người mình, thì mình phải la lên để mọi người khác cùng biết. Em tên là Tùng, em là một nhân viên của một công ty vận tải. Thì cái câu chuyện mà em muốn kể cho mọi người nghe nó dường như là một cái cú sốc đối với em vậy đó. Em có được sếp giao cho một cái hợp đồng đối với một khách hàng rất là quan trọng. Và em thì phải đến cái buổi bàn giao đó để nói chuyện với khách hàng. Thì buổi bàn giao nó diễn ra trong một cái nhà hàng, mà nó thẳng ra là cái quán nhậu. Thì trong lúc mọi người uống nhiều quá say rồi thì cái vị khách hàng đó có yêu cầu em là và có yêu cầu với sếp của em là làm một khách sạn vì cái vấn đề không có được và phải cần có một người để take care of nó. Những cái lúc mà có thể xảy ra những cái chuyện mà bất bình thường thì đâu ai có thể kiểm soát được, ví dụ như là trúng gió trúng gì chẳng hạn. Thì em cái đó vấn đề, em thấy vấn đề mà khách hàng đưa ra thì cũng rất là hợp lý. Thì em cũng đồng ý và tại sếp giao cho em cái nhiệm vụ đó và em cũng đồng ý. Thì trong cái đêm hôm đó thì vì khách hàng đó thì có những cái cử chỉ rất là thân mật đối với em, rất là sờ soạn em. Và khi mà bắt giác em thì kiểu như là mới thẳng ra kiểu gạ tình đó chị, thì em cảm thấy rất là khó chịu. Và em cũng kêu là em cũng nói thẳng với khách hàng đó là nên dừng lại ở đây và không, em không muốn tiếp tục nữa, em không muốn tiếp tục những cái hành động và không muốn tiếp tục cùng với khách hàng đó nữa. Tại em nghĩ là nếu mà khách hàng có thể tự lo được cho mình rồi. Nên em qua hôm sau thì em mới nói câu chuyện đó với sếp của em. Và sếp cũng nói là sẽ đợt lần sau sẽ thu xếp công việc cho em một cách hợp lý hơn, có nhiều khách hàng hợp lý hơn. Nếu mà nói về sexual harassment thì mình cũng bị vài lần. Có một lần ấy, hồi đấy còn là sinh viên, mình đang dừng xe ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Thì có hai cậu thanh niên từ phía đường bên kia đi ngược chiều lại phóng rất là nhanh. Một người thì chở xe đằng trước, còn một người đằng sau thì giang tay ra đập mạnh vào ngực mình. Thì lúc đấy mình đau điếng luôn, mình không kêu lên được. Cũng là lúc mà đèn đỏ lúc đấy chuyển sang đèn xanh lại, nên là mình đành phải theo dòng người đi qua bên đường. Thì mình vẫn còn nhớ cái tiếng cười có vẻ rất là khoái trá của hai cậu thanh niên đó trong lúc mà họ dồ xe họ phóng đi.
Từ sau đó thì mình rút kinh nghiệm là mình đứng chờ ngã tư đèn đỏ thì mình không đứng quá sát vào cái vạch phân cách phía bên kia đường nữa, bởi vì là khi mà mình bị như vậy thì cũng có thể là rất là dễ dàng bị giật túi hơn. Còn một lần nữa thì mình cũng đang đi trên đường, có một cái xe máy đỗ xịt ngay bên cạnh. Khi mà nhìn qua thì thấy một người cũng trung niên, mặc quần áo bình thường nhưng mà ngoác miệng ra cười với một cái vẻ mặt rất là dị. Mình lập tức quay mặt đi, cắm đầu phóng xe từ ngã tư tiếp theo. Thì hắn lại đậu ngay bên cạnh đó, tức là vẫn cái điệu cười đó luôn. Thế là suốt cả chặng đường chạy như bay, không ngoảnh đầu lại và chạy thẳng một mạch về nhà luôn. Bây giờ khi mà nghĩ lại ấy, thì thấy là lúc đấy rất là hành động như vậy rất là dại dột. Tại vì khi mà mình cắm cúi mình chạy thật là nhanh như thế thì rất là nguy hiểm. Tại sao lúc đấy mình không đủ dũng khí để mình la lớn lên? Các bạn nữ khi mà gặp phải tình huống này cũng rất là hay ngại, hay cứ im lặng hoặc là để cho qua thôi, hoặc là chỉ biết bỏ chạy thôi. Thì có lẽ các bạn cũng nên tập cho mình dạn dĩ hơn trong những tình huống này. Lấy hết sức hét vào mặt hắn là bớ người ta đồ biến thái, hoặc là nhìn gì quen biết đâu mà cứ kè kè theo tôi, ông có ý đồ gì. Thì khi mà mình phải phản ứng mạnh lên như thế thì họ sẽ sợ, và cái đám đông ở bên cạnh mình lúc đấy cũng sẽ bảo vệ mình hơn, thay vì là mình cứ cắm cúi mình chạy thì thậm chí là có thể xảy ra nguy hiểm cho bản thân. Hay quá. Cô bạn ở clip cuối cùng thì đã đưa ra cho chúng ta một vài những cái cách thức để có thể bảo vệ mình với những cái tên biến thái. Và các bạn có thấy là những cái người mà xuất hiện ở trong cái đoạn clip vừa rồi thì không chỉ là có các bạn nữ mà các bạn nam, mà các bạn nam ê, hôm trước em vừa bị tình trạng hao hao thế. Em đi siêu thị ấy, thế là em mới tính tiền. Em tính tiền, người sau em cũng tính tiền, và người sau em nữa cũng tính tiền, và hàng cuối cùng người ta cũng tính tiền. Thế là đột nhiên em mới thấy thì chạm vào người em cái phần dưới ấy. Thế là em bảo cái gì đây, có một tiếng nữ thánh thót hét lên cà. Hả, cái gì vậy? Cà. Hả, cái gì? Cà. Em quay lại, cái gì vậy? Tôi bảo tôi mua cà nhưng mà tôi cầm nó không đủ ở tay, nó chạm người cậu có gì đâu mà cậu kêu. Cà muối trong siêu thị mà. Em yên tâm đi, cái người mà có cái thẩm mỹ, cái người sàm sỡ mà có thẩm mỹ thấp á là bu Diệu Linh hết rồi, không có ở bên em đâu. Diệu Linh hôm trước ấy trong Dry Zone ấy có kể hai câu chuyện sàm sỡ, nhưng câu chuyện thứ tư ấy là chỉ mình em biết thôi. Tức là một lần ấy cô ấy đi ngoài đường, tức là có một cái tên biến thái lôi cô ấy bụi rậm ven đường. Sau cô ấy nhảy ra nụ cười khoái trá và để lại một tiếng khóc thút thít ở bụi rậm ven đường. Vậy nên là các bạn nữ, chúng ta có bản lĩnh, chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Và kể từ đó chàng trai đó đã không còn trên đời này nữa. Bởi vì chàng trai đó đã bị khổ nhục quá mà cho cuộc đời của mình đi sàm sỡ, không ngờ bị sàm sỡ ngược lại. Cho nên một trong những điều cơ bản là các bạn khi bị sàm sỡ hãy nhớ sàm sỡ ngược lại nha các bạn nha. Là chương trình cho em đổi chủ đề à? Rồi vậy bây giờ rồi, bây giờ bạn mời tôi vô chỗ này để làm cái gì? Để tôi đổi chủ đề thành ngưng ngược đãi cho em thôi ạ. Tội nghiệp em. Thôi vậy bạn không ngồi đây thì bạn đi ra được rồi. Tôi sẽ mời vào đây một nhân vật là bằng chứng sống luôn. Các bạn vừa nãy đứng ngoài kia xì xồ là clip này clip dựng, nhân vật giả. Nhưng bây giờ chúng ta có một nhân vật thật, là một con người thật. Cái gì của anh ấy cũng bà thật. Bà có nhất thiết phải là vạch áo cho người xem lưng không? Giả cứ là giả, tôi còn hô lên tôi là giả. Ê, cái khúc đó không có vui á, giờ tiếp đi nè, vô. Cảm ơn Tuấn. Đó. Cái lúc đó, cái khúc đó là mặt giả thôi nhưng mà thiệt đó, các bạn mấy bạn nó bị thiệt đó. Rồi xong chưa? Xong rồi, chú thích việc sắp xong rồi. Cắt cho em cái camera bên kia nha. Focus ở bên này, tại vì khách mời chúng ta sẽ đón tiếp ở bên này. Tuấn lôi. Nhìn cái nhân vật này các bạn sẽ nghĩ là không thể tin được là anh ấy lại bị sàm sỡ. Xin mời anh Vi Lê. Ủa xí anh Vi là ai bấm tin? Phương bấm tin. Trời đất ơi trời. Ghen quá. Một người đàn ông chuyên đi sàm sỡ nguyên cái zone FM mà bị sàm sỡ ngoài đường ư? Vậy mới nói. Okay. Người ta bảo là quả báo nhãn tiền đó mấy đứa. Chào anh Vi. Trời ơi. Anh tới rồi. Trời ơi, mình đến hồi mình make up cho nó đẹp anh ơi. Thôi khỏi. Anh Vi thân mến, anh có thể kể lại câu chuyện mà anh đã bị sàm sỡ như thế nào được không ạ? Không ai tin được anh bị sàm sỡ đâu. Có phải là anh bịa ra câu chuyện này với mục đích gì đó không? Anh cũng muốn biết câu chuyện này. Ngay cả anh cũng không nghĩ là mình bị sàm sỡ. Mà anh đã bị sàm sỡ rồi. 4, 3, 2, 1. Đợi anh đi xíu nha. Lỗi kỹ thuật. Casting đang là con cáo nó bấm. Con cáo nó đang sàm sỡ cái bàn phím của anh Vi. Người ta bấm bằng tay, cáo bấm bằng đuôi nên nó hơi dễ đó các bạn. Rồi, mà các bạn có thể cập nhật hình ảnh, em sẽ đăng lên Facebook cho các bạn coi. Ok, bây giờ em muốn hỏi anh gì?
Em muốn hỏi là anh có thể kể lại câu chuyện anh bị sàm sỡ được không? Tại okay. vì không ai tin được là anh bị sàm sỡ hết. Câu chuyện như thế này. Vào một buổi trưa rất đẹp trời, anh đi bơi như mỗi ngày thôi. Anh đi bơi, sau khi anh bơi thì mới phát hiện là hồ bơi rất vắng. Bình thường là anh chỉ thích đến hồ bơi vào lúc có nhiều cô hot girl thôi đúng không? Chính xác. Mà hôm đó lại vắng quá, anh định đi về rồi. Anh nghĩ là cái người sàm sỡ anh là hiểu lầm cái ý của anh. Tại vì trong hồ bơi có một cô gái rất đẹp, nhưng mà cô gái đứng xa cái người đó. Cho nên lúc nào mắt anh cũng nhìn về cái hướng đó đó. Cái hướng đó. Chắc là người đó nghĩ là anh thích người ta. Vậy là gậy ông đập lưng ông rồi. Không phải đâu. Tôi đâu đập ai đâu. Chưa đập ai hết trơn á. Vậy anh chưa đập ai đúng không? Chưa đập, chưa kịp. Vấn đề nguyên đó đúng không? Đúng rồi. Tí nữa thì bị người khác đập. Tí xíu nữa là mất gậy chứ mà bị đập. Rồi, câu chuyện tiếp theo như thế nào ạ? Tiếp theo như thế này, thứ nhất là sau khi anh bơi xong thì anh sẽ tắm. Mà thói quen của anh là anh tắm rất lâu, bởi vì anh bỏ tiền ra bơi rất nhiều. Cho nên ở phải tắm cho hết nước. Ở nhà anh không tắm đúng không? Không, nhà anh cũng tắm nhưng mà hao nước lắm. Mình đi bơi mình bỏ tiền nhiều cho nên mình sẵn đó mình tắm luôn. Đó, anh tắm rất lâu. Mà sau khi mà anh tắm tự nhiên cái em nó cảm giác như phía sau lưng anh có cái gì đó hơi kỳ kỳ. Thì tắm thì mình phải kỳ thôi. Đúng rồi, mà anh kỳ phía trước, tay em phía trước. Nhưng mà cái lưng anh nó lại cảm giác kỳ. Có cảm giác như có ai đó muốn kỳ lưng cho anh. Cái em quay lại thì anh thấy một cái bàn tay ở phía ngoài đang cố mở cái cửa ra. Cái cửa anh, không anh không khóa à? Anh không anh được. Có ý đồ gì vậy? Cái chỗ đó không có khóa cửa, cái đó chỉ có kéo cái màn qua thôi. Chỗ đó văn minh lắm, không cần phải khóa cửa. Vì đâu có ai chui vô trong phòng tắm người khác đâu. Đó, anh thấy một cái bàn tay chuẩn bị kéo cái rèm ra. Anh nói thiệt, anh cũng sợ nữa. Anh sợ ma hay sợ người? Sợ quỷ. Anh sợ em không? Không. Gái anh không có sợ, anh sợ trai thôi. Đó, sau cái đó tự nhiên cái bắt đầu từ từ cái anh sợ của anh mới rút vô phía sau. Anh chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Thằng này muốn nhòm lén nè. Đâu thằng nào? Một trong hai thằng, thằng nào? Hai thằng con quỷ thì gớm quá à. Có xanh hay có đen? Chưa. Sau đó anh chỉ nghĩ là cái mặt nó đút vô rồi anh chỉ đạp cái mặt nó ra thôi. Nó mở màn ra luôn. Nó xem. Nó thấy nó thấy hết trơn rồi. Thấy hết rồi. Cái đó là cái đau khổ nhất mà vợ của anh rất buồn. Nhưng mà thôi, dù sao đi nữa thì nó cũng bị đánh rồi. Chỉ vậy thôi. Chỉ là nếu mà các bạn nữ thì khác. Nhưng mà nếu mà anh, nếu lúc đó anh gặp ba người thì mọi chuyện nó đã khác rồi. Bây giờ anh sẽ ngồi với Minh Sù chứ không có ngồi với em đâu. Tội nghiệp cho cái thằng mà sàm sỡ anh á. Vậy đó hả? Giống cái thằng trong bụi chuối của em á. Hai người đó đã cật đụng phải nhầm chuồng người rồi. Chuồng nó lắm. Nên là anh đánh nó rồi mà giờ về vợ anh còn nói sao anh mạnh tay với người ta quá vậy. Trời đất ơi, em nghĩ sao vậy? Anh bị anh hại mà. Không, đáng lẽ lúc đó anh chỉ đuổi ra là được rồi. Mà thằng đó đẹp không anh? Khổ lắm. Mà thằng đó đẹp không anh? Không, nó xấu quá. Chưa thằng nào xấu như nó, bê đê vậy là nhục chết luôn. Ê, có thằng này đẹp không anh? Đẹp, thằng này được, thằng này được nè. Sau tất cả những phần dẫn chương trình, ban tổ chức quyết định là trao giải hoa hậu ứng xử cho anh Vi. Trời ơi, quá hay luôn á, cái câu mà vợ anh nói đỉnh lắm luôn á. Nói chung là làm việc gì cũng vậy, phải ý em tặng cho anh là bí quyết hết ha. Cho anh và vợ anh luôn, okay. Bá đạo. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, có thể trở lại vị trí của mình rồi. Nhưng mà trước khi anh trở lại vị trí thì em xin giới thiệu với anh một giáo sư về võ thuật. Trời ơi, được dạy học, đã được phỏng vấn mà còn được học võ nữa hả? Vâng, anh ấy sẽ dạy cho anh một vài những cái chiêu thức mà đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, không để lại thương tích cho đối đâu, phương nhưng đâu, mà vẫn ám đâu, ảnh. Giáo sư này là giáo sư Đai Không Màu. Xin mời Đai Không Màu. Xin mời giáo sư Đai Không Màu. Xin chào trân trọng giới thiệu. Chào giáo sư. Toàn thể quý vị, sự xuất hiện của một con bóng a không giáo sư. Giáo bà sư này vô tôi giết bà đó, bà lẹ đi hết giờ rồi bà qua. Vô. Xin chào giáo sư. Thế giáo sư có cần phải ngồi đây không hay là giáo sư đứng ngoài ấy? Đây giáo sư đứng đây, giáo sư dậy đi ạ. Đây. À, ví dụ như là tình huống này Linh Si sàm sỡ với cả Mạnh Tùng. Đấy, thì Mạnh Tùng sẽ làm gì đây? Không, ví dụ khó quá vậy. À biết, đây trường hợp của anh Vi mà. À, các bạn nhớ nhé, từ trường hợp nào chúng ta cũng phải rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình. Đó là cách để chúng ta có thể sống trong cuộc sống này dễ dàng thoải mái hơn. Là mà theo trường học phương Đông ấy, người ta gọi là gì, thích ứng với môi trường hiện tại. Bối cảnh thay đổi, chúng ta phải có những yếu tố mang tính chất đổi thay. Điểm sao đời không đẩy thì mình sẽ thôi đẩy. Hết giờ. Ông dạy võ đi. Ok. Và từ câu chuyện của anh Vi chúng ta mới rút ra kinh nghiệm, đó là các bạn nên xài sữa tắm, đừng xài xà bông. Mà có xài xà bông thì nhớ đừng có để nó rơi xuống đất. Hết giờ. Rơi xuống đất đừng có nhặt nó lên. Ê, có khi nào giáo sư này bị quýnh về không? Thiệt luôn á. Không nói nhiều phải một người quýnh đâu, một nói nhiều người quá luôn á.
Giỏi dạy lẹ 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 đi, em còn ga nữa. Chúng ta vào vấn đề luôn. Người ta bảo rồi, lý thuyết thực hành thì nó là một cái quãng đường rất là dài. Lý thuyết phải đủ thì thực hành mới ra. Người ta gọi là dục tốc thì bất đạt, đâm ra phải từ từ. Nói xong phần cho anh cái dao đi, cho cái dao đi, đứa cho cái dao đi. Gì cái gì nhanh là nó không có đã đâu. Nó phải chậm thì nó mới đã. Nó đó. Đúng đó. Chính là nó đó. Vậy là giờ làm đã học xong rồi. Học được phần đầu rồi đó. Học xong rồi hả? Dạ. Học chương lý thuyết rồi đó. Bây giờ mình qua thực hành đi. Thực hành lên. Thực hành, thực hành. Ví dụ bây giờ anh Bi đã là người bị sàm sỡ rồi. Nên là có kinh nghiệm sàm sỡ. Để anh sàm sỡ Mạnh Tùng thì Mạnh Tùng hướng dẫn các bạn nữ cách để mà chúng ta xử lý mấy đứa sàm sỡ mình. Rồi, bây giờ ví dụ nha. Hơi khó tưởng tượng. Động tác đầu tiên. Để cho các anh Bi có động lực thì nhìn mặt bóng mà là. Rồi, ok. Rồi, lát mình ra mình sửa hội đồng tấn công. Bây giờ là sàm sỡ hay là tấn công? Không, bây giờ ví dụ anh Vi thấy Mạnh Tùng đùi đẹp, mặc mini zip. Không, đang. Ủa, đang tắm bông, hả? Đang xà bông. Cái gì mà vô phòng tắm người ta sàm sỡ luôn vậy? Ủa, ở ngoài đường. À, à ở ngoài đường. Vô phòng tắm là khác rồi đó. Là máu không luôn á. Ở ngoài đường còn có đường về. Ở ngoài đường. Thôi, tắm xong rồi. Mặc mini zip vô. Thôi, bây giờ mình tưởng tượng vậy đi. Em mới từ hồ bơi bước lên. Rồi, ok. Lên. Em vô cùng beautiful. Ok, hồ bơi bước lên này. Chưa. Áo của em được rất cọng dây. Anh sẽ giúp cho em gắn cọng dây đó lại. Ok, tôi biết. Từ hồ nước bước lên này. Ngồi lên. Đâu cọng dây đâu? Em à. Anh làm gì vậy? Ôi, sao anh làm gì vậy? Anh đã làm gì đâu? Ôi trời ơi. Thôi tao về nhé. Nói dữ quá. Và sau đó là môn võ đầu tiên được gọi là võ mồm. Võ mồm. Các bạn cứ làm to lên, làm lớn lên, làm mà đối thủ bỏ về luôn á. Rồi nhầm rồi, không biết ai là giáo sư, ai là học viên rồi. Tiếp theo, động tác thứ hai, rờ vào phần ngực thì làm sao? Rờ vào ngực. Rồi bây giờ rờ ngực nha. Rồi. Ví dụ từ hồ bơi ngồi lên, xoay thẳng qua. Từ hồ bơi ngồi lên đã. Đừng che, em che sao anh rờ được? Nhạc đâu? Rờ vào phần ngực. À, lộn kịch bản rồi. Lộn kịch bản lại. Hai tay hồ ra. Đấy. Chặt vào cổ. Rồi. Hai. Nào. Hai tay thò ra. Chặt vào cổ. Ôi, các bạn lưu nhá. Lỡ lên để trong này rồi sao? Vẫn thò nước. Thò được đấy. Lại cho các bạn hiểu là hai ngón tay nhá. Rồi. Lại nhá. Hai ngón tay thò ra chặt vào cổ. Tiếp các bạn nhớ nuôi móng tay nhá. Có một chiêu nữa này, chiêu này mà ai mà đẹp da nhanh vê thì mình lại đẹp da thì mình thò ra mình chặt vào cổ. Còn ai xấu trai thì lại thò ra chặt vào cổ. Chọc. Đảm bảo về mà nhận không ra luôn. Okay. Rồi. Thế là bài thứ hai rồi. Sờ vào rốn. Không, thấp xuống xíu đi. Thấp hơn nữa hả? Từ ông ơi. Thấp, cái đó thấp không có rờ trước mặt được đâu. Thế rờ biết sao á. Tức là thấp dưới rốn. Quay lưng lại đi. Thấp dưới rốn luôn. Ok, sờ vào bàn chân, vô luôn. Thôi, chân hôi lắm. Chỗ nào nó ấm thơm á. Chỗ nào ấm thơm. Dạ, và kính thưa. Chỗ nào dưới rốn mà ấm thơm. Và kính thưa giáo sư là giáo sư sẽ còn là tất cả là 3 phút nữa. Ôi dồi ôi. Nếu mà trong vòng 3 phút mà không hoàn thành xong phần thi này thì bảo vệ chuẩn bị nhá. Rồi nhá. Tuyệt chiêu. Bây giờ sờ vào phần sâu hơn rốn tí. Ok. Đó là phần đầu gối. Không. Trời ơi, nó quay đầu lại. À quay đầu lại rồi. Vòng 3. Rồi. Các bạn lưu ý khi mà tay đối phương mà xạ vào người mình ấy thì chân bao giờ cũng dài hơn tay, nên là các bạn cứ thế vô thức rồi hất nó lên. Giống như chạy bò vậy. Đúng rồi, hất nó lên. Thôi đừng. Rồi. Mà các bạn mà hên ấy, các bạn lại còn mặc giày cao gót, ý lộn, đeo giày cao gót thì thôi, cái anh này anh khỏi sáng sỡ nữa. Hát nữa chưa? Bây giờ còn sờ vào đâu nữa? Sờ đâu nữa? Bây giờ mình làm một bài cuối cùng thôi. Đó là tấn công. Những người mà chỉ cần sờ là rất bình thường, nhưng mà khi mà tấn công thì rất nguy hiểm. Đúng rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ giải quyết như thế nào khi có một kẻ sấn vào người bạn và làm những động tác bạn không thể chống cự được? Ví dụ ôm chầm lấy bạn đúng không? Ví dụ như thế này. Rồi. I wanna hit you. I wanna... Really? Please come on. I don't know. Don't. Em phải hành xử làm sao cho giống một đứa con gái chứ. Nhầm. Em sung như vậy làm sao anh vô được? Tôi xin lỗi.
nha. Chúng tôi có đôi lời nhắc nhở với giáo sư là giáo sư đang làm con gái chứ không phải là con bóng nha. Ok. I wanna hit you. So I wanna hit you. I wanna hit you. Này, dùng đầu. À, chúng ta trong mỗi trường hợp phải biết dùng đầu. Khoan em. Gái nhiều đứa đầu mỏng lắm, mình dùng khác được không? Khác. Đầu mình bể, đầu nó không bể. À, đầu của mình ấy có hai vị trí chúng ta lưu ý là cái phần đầu trước này này nó rất là cứng. Giống kiểu lưng của mình ấy thì cái back nó rất là cứng và cái trước của mình nó rất là mềm. Dùng cái cứng của mình đập vào phần mềm đối phương chính là cái kỹ thuật trong võ thuật. Biết dùng đầu đấy. Ok gì. Bạc. Cái chán này rất cứng. Bạc. Còn nếu các không bạn dùng đầu, có thể thử bằng cách không, là tìm cái tường nào ấy nó cứng cứng ấy đập thử dùng cái gì đó. Các bạn thấy không, đầu của bạn Tùng thì chỉ dùng được vào việc đó thôi. Và cảm ơn bạn Tùng rất là nhiều đã dùng đầu rất đúng mục đích trong chương trình ngày hôm nay. Cách nữa từ chưa hết, chưa hết. Còn mà dạ. Chương trình cưỡng chế hết rồi, lôi cung rất nhiều rồi, cầm chặt chương trình đây để tâm sự. Dùng cái tay để đuổi, ngoài ra chúng ta dùng cửu tay kẹp một phát ở mặt, sau đó chúng ta dùng chân bạc. Thôi quá khích. Security. Thôi chào các bạn nha. Tụi mình ngồi đây luôn nha. Và các bạn thân mến, dạ phải nhờ đến các anh bảo vệ vô đây thì đội Dry Zone mới nhường phòng thu lại cho những thành viên khác. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giấy la bằng một. Ê, nếu là sự như mình mà bị chó thông mê thì sao nhỉ? Chó thông mê nguy hiểm lắm ấy. Bà đi vô đi bà, trời nó ơi là trời. Chúng ta sẽ nghỉ giấy la bằng một ca khúc. Đúng là đuổi khó như là cái đứa này luôn. Yeah. The way you walk. The way she walks. Và sau ca khúc này thì các bạn sẽ quay trở lại để cùng chơi game show với MC Happy Lunch và hai chương trình vừa rồi các bạn nhé. Vâng ạ, à, em chào. My case. There's nothing that goes on the floor but to explore. But then a set in motion occupies my mind. Adrenaline is running. Superman's kryptonite.
quay trở lại với chương trình Happy Lunch. Ngày hôm nay thì Happy Lunch đang làm một số rất là đặc biệt để có thể hội tụ đủ tất cả các MC của Zone Radio, những gương mặt mà các bạn có thể là chưa được biết đến nhưng đã rất quen thuộc với giọng nói của họ qua các chương trình trên sóng của Zone Radio. Và chúng ta đã được đến với chương trình Breakfast Zone nè, Dry Zone, Hit Zone và VN20. Thực ra là bên Zone Radio có đến tận 12 chương trình, cộng luôn cả Happy Lunch. Nhưng mà để có thể đại diện với các bạn thôi, để có thể xuất hiện đông đủ nhất có thể các MC của Zone, thì chỉ chọn ra những chương trình tiêu biểu. Và ngay bây giờ thì chắc là để cho các bạn của những chương trình sau họ chuẩn bị ha. Thì không biết Tuấn có muốn tâm sự gì với Kim không? Các bạn thân mến, chỉ mới trải qua khoảng 1 tiếng 30 phút đồng hồ thôi thì thiệt hại đầu tiên của chương trình là phòng thu tan nát. Thiệt hại thứ hai là Minh Xù bị rách cái quần. Và thiệt hại thứ ba là cái ổ bánh mì tươi Kinh Đô của tôi đâu. Ê, nói nghe nè, chương trình có ghi rõ ngoài kia giữ đồ dùng tư nhân gì đó là tự giữ mà. Tôi biết là bánh mì tươi Kinh Đô của tôi nhiều vị lắm. Hồi nãy giờ bạn có nghe cái mùi gì không? Bạn có thấy ai ăn cái gì không? Tôi nghe toàn mùi thịt sống khói trên người bạn không mà tôi không biết mùi gì nữa. Không phải đâu, hồi nãy xài keo gì mùi kỳ vậy? Hồi sáng giờ bạn có nghe, có ngửi thấy cái mùi ở đâu đó không? Cái mùi gì đó, cái mùi mà rất là nổi tiếng của Kinh Đô mà nghe thấy cái mùi đó là ai cũng ngồi ăn. Nói nghe nè, tôi làm chương trình với các show ở trên radio là đã biết đến bánh mì tươi Kinh Đô nó tiện lợi như thế nào. Nhìn thấy các MC vào phòng thu là ai cũng quải theo một cái giỏ bánh mì kế bên, không phải một ổ nha, là một cái giỏ là có rất là nhiều ổ. Để khi nào mà cảm thấy là đói bụng là ăn liền. Tại vì gọi là bánh mì tươi Kinh Đô rất là tiện lợi. Kim kể cho nghe. Khoan, tôi đâu có hỏi bạn câu đó. Tôi đang hỏi bạn rằng là cái ổ bánh mì tươi tôi để ở đây, có nãy giờ bạn có thấy ai ăn không, bạn có nghe cái mùi gì không? Giữ hình tượng cho tôi trên sóng được không? Không, không có lấy bánh mì của bạn. Bạn có nghe cái mùi thơm của cái bánh mì đó không? Mùi gì? Có nghe không? Không, ăn chưa, đâu có ăn đâu. Dạ kịch bản có đó bạn. Dạ có hỏi 1800 lần rồi. Không có, chỉ có mùi gà quay thôi mấy đứa ơi. Ngày dạ đúng chỉ rồi. Chỉ có chuẩn bị mùi gà quay dạ, thôi. Dạ bánh mì tôi cái đồ nhiều mùi lắm mà bạn biết mùi gà quay chắc chắn là bạn ăn của tôi rồi. Cài từ mấy đứa copywriter cho đến bạn MC dẫn chung luôn hả? Bạn trả cho tôi cầu bánh mì gà quay đó, nó không bạn không có yên chuyện với tôi đâu nha. Nó chưa, hồi nãy anh Hà Lê với lại mấy bạn Mạnh Tùng này kia đói bụng quá là Kim lấy mấy bạn đó ăn rồi. Tôi nói cho bạn biết đó là năng lượng của tôi đến giờ phút này. Bây giờ là tôi sẽ chuyển qua một cái sting của chương trình, xong bạn phải trả cho tôi ổ bánh mì gà quay đó. Ok nha. This radio MC, sizzling music and program. Get a taste of Zone Radio nationwide. Number one DJ. Bánh mì đâu? Sao bạn dai vậy? Bạn tuổi con đĩa đúng không? Tôi nói cho bạn nghe nè, xong cái show này bạn không yên với tôi đâu. Ha. Rồi bây giờ tiếp theo các bạn sẽ cùng trở lại với Happy Lunch đặc biệt buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và lại một show nữa, đó chính là đố bạn biết á. Request Zone và Night Zone. Ủa đây... bạn nghe một show, hai show luôn. Đây là cái show mà các bạn thường xuyên gửi thư về. Và đặc biệt là các bạn rất là quan tâm xem là thư của mình có được chọn hay không. Và thường xuyên yêu cầu rằng là phải gửi thư lại cho các bạn biết là ngày nào phát sóng đúng không. Bây giờ thì các bạn hãy cùng chào đón những MC của chương trình này. Hoa hậu tới Hoàng tử. Và nãy giờ là nghe dạ, nói hậu. Các bạn đã đến với cuộc thi Hoa hậu Voice được tổ chức tại Thailand. Hôm nay giờ qua Việt Nam các bạn nha. Em chưa có giới thiệu về hai chú rồi. Em ảnh okay, cứ gọi em là vô vô. Và nãy giờ là các chuyên show khác có rất nhiều cái nhất. Đối với Request Zone là hai MC khỏe mạnh nhất, nổi tiếng nhất, nặng ký nhất, xinh đẹp nhất. Đừng có nói, bình tĩnh anh, bình tĩnh anh, còn nhiều cái lắm. Ủa, sao đây kêu tôi bằng anh, ngọt sớt kìa trời. Anh mình tu chứ không nên nè. Tôi ói mà, chứ đâu phải là anh đi tu ói. Tôi tự biết sắc đẹp của mình, tôi tự ói luôn. Đúng rồi. Thì ai cũng biết sắc đẹp của bạn rồi, còn tôi thì tôi biết sắc đẹp của tôi.
Nói chung bữa nay bạn rất là đẹp. Khen lại nhanh khen. Bình thường á thì mình á nổi tiếng trên show rồi, hôm nay mình nổi tiếng trên sóng. Hôm nay được nổi hình ha. À, nổi hình đúng không? À, anh Vi cho em một miếng nhà, hai đứa em bắt đầu được nổi hình thì cho em nhoi. 30 giây bắt đầu. Ai sao mà mình tôi nhảy vậy? Cái nhạc vậy sao tôi nhảy được? Chứ giờ muốn nhảy thì sao? Anh mình nè. Dạ cho cái nhạc sexy giùm em đi anh. Mình sẽ coi cá voi đến mùa động dục thì sẽ hồi xưa giờ ở trên sóng hai chúng tôi có vẻ như là không thương yêu nhau, nhưng thực sự đó, hai chúng tôi rất yêu thương nhau. Nhìn là biết liền nè, nhìn nè, nhìn gương mặt gượng gạo là hiểu rồi. Thôi được rồi, bỏ ngay đi. Chúng tôi rất yêu thương nhau. Chúng tôi rất yêu thương nhau. Dạ rồi rồi, cho em hỏi luôn là ngày hôm nay hai anh chị đến với lại Happy Land đặc biệt của em chỉ là ngồi mơn trớn nhau vậy thôi đó hả? À, chúng em đến đây với mục đích là sẽ PR cho show của hai chúng em. Rồi, hộp thư để các bạn gửi thư đầu tiên đó chính là bài hát yêu cầu a@sonfm.com. Hộp thư thứ hai là trên trang fanpage cũ, từ từ hai chúng ta yêu thương nhau đừng có giành nó. Là @sonfm mod requested song. Hoặc các bạn cũng có thể gửi yêu cầu trên sonfm.com, trong web của sonfm. Nhưng mà trước khi mà vô vấn đề chính của hai bạn, hỏi một câu được không? Thứ nhất là mình có ghế xong ngồi. Lần đầu tiên tôi dạ cái micro đó nó hạ xuống được. Nó hạ xuống tới cái chỗ mà mình có thể hạ thấp nhất được luôn á. Thấy chưa, môn đó giờ mình đâu có lên truyền hình đâu, bởi vì nó lên truyền hình thấy mình dạ như với Cà Mau mới lên vậy đó. Câu thứ hai em muốn hỏi là cái micro dùng để nói chứ không có dùng để che mặt đâu. Mình hạ thấp xuống. Rồi. Thấy quá mắt cắp cũng kỹ mà. Rồi bây giờ em muốn gửi mail về là có mấy cách thức rồi đúng không? Nhắc rồi đúng không? Rồi. Bây giờ khung giờ phát sóng của mình là mấy giờ vậy? Dạ, từ 16 giờ cho đến 17 giờ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần, và chủ nhật từ 15 giờ cho đến 16 giờ. Nhớ nha chị, nhớ nghe show của em nha. Rồi anh chị nhớ sao? Rồi sao tự nhiên bữa nay bật nơ của em điệu mà điệu chảy nước một cách đáng sợ vậy trời. Bình thường tôi cũng điệu mà chắc bà ông cũng điệu. Bình thường tôi điệu hơn, sao bữa nay bà điệu hơn tôi. Như vậy là cá voi đến mùa động dục là phải chảy nước mới được. Biết vậy hôm nay tôi không mặc cái đầm màu xanh này đâu. Tôi nghi lắm rồi. Ồ, cá voi xanh luôn. Rồi, xong chưa? Sao đánh phấn vậy Kim? Bà bớt đánh được không? Bóng quá để đánh cái luôn. Cái mặt của bà là như là cái da con cá voi xanh rồi đó. Bây giờ trong phòng thu này tới hai con cá voi xanh rồi. Tiếp theo là có cái thông điệp gì mà em gửi cho anh với lại Kim không? Anh nhớ là trong kịch bản mình đó, tôi đang ngồi đợi nghe một cái chia sẻ, một cái lá thư rất là ngọt ngào của một bạn Zoner rồi. Ủa, đúng không? Hôm nay có chuẩn bị đúng không? Là bỏ confession luôn rồi hả? Ủa ai biết đâu. Bây giờ anh muốn nghe confession hay muốn nghe thư? Vô thư luôn đi, vô thư luôn đi. Tụi em có 80 chuyên mục luôn. À thôi, lady first đi, chọn confession. Confession đi anh. Sau đây là một confession. Mời các bạn cùng đến với chuyên mục confession. Rồi giả bộ xong rồi đó. Để tới ai rồi. Nữa hả? Giả bộ xong confession xong sting rồi đó. Rồi bây giờ chuyển sang chơi giao lưu, bây giờ mình quánh lộn đi xong rồi thấy nó sao sao. Sắp la cà hả? Nhưng mà confession là chuyên mục gì vậy? Có hiểu. À, confession là nơi để các bạn có thể gửi số điện thoại của mình về. Sau đó là hai những người trong ban biên tập sẽ gọi điện thoại lại cho tất cả các bạn để thu một cái sao ở ngoài kia bàn tán dữ quá. Để các bạn có thể chia sẻ những tâm sự nỗi niềm của mình hoặc những bài hát gửi tặng đến người thân yêu của mình. Hãy gửi số điện thoại cùng với tên các bạn về hộp thư bài hát yêu cầu @sonfm.com. Mục đích của tôi bữa nay nói cái đó được 5 lần là tôi sẽ được thưởng. À, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại một confession rất là đặc biệt dành cho chị Lindsay nha. Wow. Có sự sắp đặt ha. Alo 1234. Kim à, chị có biết rằng em ngưỡng mộ chị đã lâu lắm rồi không? Em ước gì mình được đẹp như chị, muốn được có cái mũi cao giống chị, muốn được có bộ ngực đầy đặn như chị. Nhưng mà em lại không có tiền và không có giàu giống như chị. Bây giờ chị hãy chỉ cho em bí quyết làm sao được giàu như chị đi. Chắc chắn là em sẽ có thể thực hiện được ước mơ đẹp giống chị, nếu như chị tốt với em. Bye bye chị. Cái confession này ai thu vậy trời? Trời ơi, thính giả nào thương Kim lắm luôn á. À,
Vâng, xin cảm ơn bạn đã gửi, xin cảm ơn bạn Cáo đã gửi thông điệp đến cho Kim. Bạn thường thường là xong cái confession đó là hai chúng tôi có ý kiến chia sẻ, chứ còn bạn không có được chọt vô chỗ này. Mà lỡ có mặt ở trong ngày hôm nay cũng phải gửi lời cảm ơn đến các bạn. Chỉ một câu thôi, Cáo hãy sống thật với bản thân mình. Thế nào Cáo cũng được giống như Kim thôi. Bye. Dạ, yeah, cảm ơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với confession thứ hai gửi đến cho chị Kim. À, chị Lindsay. Lindsay, hồi nãy cái là lộn Kim lộn. Hoài vậy rồi, vô nè. Chị Lindsay yêu dấu ơi, ơi. Từ nãy tới giờ em chưa gặp một thể loại sinh vật nào, từ sinh vật biển cho đến sinh vật núi, mà dễ thương và vui vẻ như chị. Nhưng mà chị ơi, cái gì nó cũng có một cái yếu điểm. Và yếu điểm của chị chính là đừng thọc tay vô váy nữa nha, gớm lắm, tụi không chịu được đâu. Với lại chị đừng mặc bộ áo dài trên bông hồng dưới bông mai, hai tà hai bên là bông cúc dài tới công ty nữa nha chị. Ở đây là công ty chứ không phải vườn hoa nha chị. Nó đẹp quá tụi không dám nhìn. Chúc chị có một cuộc sống vui vẻ. Chưa chị, từ từ đi các bạn. Chị cứ bình tĩnh. Lần đầu tiên confession, sau khi mà người nhận quà họ đã nhận xong, họ cảm ơn xong và họ sẽ có đôi lời phát biểu. Xin mời chị Lindsay. Đứa nào thú này ạ? Hai thằng một cuồng nhiệt của bạn đó. Hai chúng em còn bị gài mà. Đúng rồi đó. Các bạn thính giả thân mến, bình thường thì confession là chương trình dành cho các bạn thính giả, nhưng mà cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay á, có cái chương trình sàm sỡ trong lúc đang nói. Rồi, chiêu thức thứ nhất. Dò. Sờ đến vòng một. Thấy mùi gì không mày? Linh Si không có chịu những cái điều mà các bạn vừa nói đâu. Các bạn nhìn hình thì biết, mô tả vừa rồi là sai rồi. Linh Si không phải là đến từ thế giới động vật. Linh Si ở trong sở thú mà. Bây giờ thì những người thực hiện chương trình Request Zone đã hiểu, đó chính là những con thú trong rừng thì nó sẽ không có được bảo vệ, còn ở trong sở thú thì sẽ được bảo vệ. Và chúng tôi hy vọng rằng sau cái confession vừa rồi thì Lindsay sẽ không có làm những cái chuyện ví dụ như là hay cho tay vào váy nữa. Hoặc là bên cạnh đó thì đừng có mặc một cái bộ đồ, mặc cái áo thì ở Lạng Sơn, còn cái quần thì ở Cà Mau, đâu cái Việt Nam thôi nhá. Rồi. Dạ. Điều quan trọng nhất là đừng có, khi mà đứng gần hai người đẹp như này đang đứng thì đừng có. Đúng rồi, đừng có giơ tay lên, khổ lắm. Em bị viêm xoang lâu rồi, bây giờ nặng thêm nữa. Rồi, à, nhân tiện mình nói đến một chương trình gọi là đặc thù của Zone là các bạn sẽ gửi những chia sẻ tình cảm của mình qua email cũng như là viết thư tay về. Thì còn có thêm một chương trình nữa cũng giống như vậy, nhưng mà có vẻ như là đặc biệt hơn một chút là các bạn sẽ được chia sẻ những cái câu chuyện nhiều hơn và nhiều cảm xúc hơn và sẽ đi sâu vào nhân vật hơn, đúng không nào? Thành ra bên đây nữa. Thành ra là bây giờ mình sẽ kết hợp luôn với thôi mình hai đứa mình ra đi mua đơn về dẹp luôn đi, nghỉ luôn đi, nghỉ. Bình tĩnh, chai đẹp vô, chai đúng, đẹp đúng, ngồi im, ngồi im, hai đứa ngồi im. Nazon, xin mời bạn MC Trọng Huy. Thôi được rồi, bớt xuống đem tấn được rồi. Đừng chấm em cái đó. Hình như là Huy không còn nghề của mình. Không sao, đứng thì men là phải đứng. Còn bây giờ em ngồi. Đùi tôi nè, ngồi đi. Xin chào tất cả các bạn thính giả. Mọi khi thì chương trình của Huy thì không bao giờ được ăn mặc lộng lẫy như ngày hôm nay, cũng không được sáng choang, sáng choang như ngày hôm nay. Bởi vì mỗi khi vào phòng thu thì Huy sẽ khoác một cái áo rất là to. Ở phía trước thì chỉ là một màn hình rất là đen, một khoảng không ở trước rất là đen, và một mình đắm chìm trong những cái câu chuyện của các bạn thính giả. Và ngày hôm nay thì cảm ơn Nguyệt. Người đẹp ngồi với nhau mới hợp. Cảm ơn tôi nè. Dạ chú Bảy có ghế làm sao á chú? Được nói bằng cái mic này cảm giác thân thuộc hơn được không nào? Và ngày hôm nay thì chơi đại diện cho chương trình Night Zone, một chương trình cuối cùng của Zone FM sau một ngày có rất là nhiều những sôi động, thì vào khoảng thời gian từ 22 đến 23 giờ thì đây là lúc mà cái giọng nói của mình cũng bắt đầu trầm hơn, chia sẻ cho các bạn thính giả những tâm tư, những tình cảm sau một ngày rất là bận rộn. Và có rất là nhiều các bạn thính giả sau một ngày các bạn ấy bận rộn cho việc học tập, công việc, thì khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà mọi người trở về nhà của mình, và lúc đó thì mọi người chọn một chỗ thật là thoải mái để có thể lắng nghe tâm sự của những người khác. Và từ lắng nghe tâm sự của người khác thì cũng sẽ nghĩ về câu chuyện của mình. Và hy vọng rằng các bạn cũng sẽ chia sẻ với chúng tôi những cái điều tâm sự của các bạn sau một ngày vất vả.
Điều đó không chỉ giúp cho các bạn thính giả khác được lắng nghe câu chuyện của các bạn, mà cũng chính là giúp cho các bạn có thể giải bày được tình cảm của mình, và giúp cho kể cả những người dẫn chương trình giống như là Trọng Huy biết hơn về nhiều cuộc sống ở bên ngoài phòng thu. Và các bạn nếu mà muốn gửi thư cũng như là muốn gặp gỡ cùng với Trọng Huy, một chương trình cũng khá là đặc thù đúng không nào, vào khoảng thời gian từ 10 đến 11 giờ sẽ chỉ có một mình Trọng Huy ở trong phòng thu thôi. Và rất là mong các bạn sẽ cùng đồng hành cùng với chúng tôi. Và có 3 cách để các bạn có thể kết nối cùng với Trọng Huy cũng như là các chương trình. Đó chính là các bạn có thể gửi thư về địa chỉ, đó chính là nxa@zonefm.com. Cách thứ hai là một cách mà Huy vô cùng thích, rất thích, đó chính là nhận những bức thư tay của các bạn thính giả về địđịa chỉ, đó chính là chương trình Night Zone số 100 Nguyễn Lương Bằng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và cách thứ ba là các bạn có thể để lại những lời nhắn trong inbox, trong fanpage của Night Zone, và chỉ gói gọn trong một tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà quả thực là sau mỗi khi mà Huy chia sẻ các bức thư của các bạn thính giả thì có thể thấy rằng là cảm thấy vui vẻ hơn và thấy thoải mái hơn. Và hy vọng rằng các bạn cũng có những giây phút giống như chúng tôi. Ngày hôm nay đông quá. Khúc này cái nó trầm ta. Kết xô xong một ngày. Ý của chị là đưa cái micro cho chị, đừng ai đưa hết, đừng có ai đưa hết. Rồi, các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã lần lượt giới thiệu qua từng show, đúng không ạ? Mỗi show là một phong cách rất là khác nhau. Mỗi show thì đều có những cái sự thay đổi sau một khoảng thời gian nhất định để mà mang đến cho tất cả các bạn những điều mà chúng tôi nghĩ rằng là các bạn cần nhất. Thật ra thì Tuấn nghĩ rằng là trong suốt 9 năm làm việc thì chắc chắn rằng là có rất là nhiều những cái ý kiến cho rằng là ví dụ như là chúng tôi không thích MC này dẫn show này, hay là tôi rất thích MC này dẫn show này, không được đổi MC này qua MC kia vân vân. Thật ra thì nếu như các bạn đặt vào trong tất cả những MC ở Sun FM thì các bạn sẽ đều thấy một điều rằng là chúng tôi luôn luôn cố gắng để mà làm sao để mỗi show mà bất kể một MC nào mà đang đảm nhiệm đều mang đến cho các bạn một điều gì đó tuyệt vời nhất. Đó có thể là niềm vui, đó có thể là những lúc mà các bạn cảm thấy thoải mái sau một giờ làm việc rất là mệt mỏi, những giờ làm việc mệt mỏi. Một cái thói quen của Tuấn á, là khi mà làm việc xong thì Tuấn khi trên đường chạy về nhà thì hay bật radio lên và nghe. Nếu mà trước đó một chút xíu mình nghe VN20 mình cũng cảm thấy vui, hoặc là khi mình sau đó mình nghe Night Zone mình lại cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Và đó chính là những cảm xúc mà chỉ có Zone FM mới mang lại cho các bạn, một điều thật nhất, một điều tình cảm nhất. Và đó là những sự nỗ lực của tất cả ekip. Và hy vọng rằng là những năm sau thì các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ Zone Radio, và đặc biệt là ủng hộ tất cả những show mà ngày hôm nay mặc dù cũng không lên sóng nha. Các bạn thân mến, với mục tiêu của chương trình ngày hôm nay, khi mà đưa tất cả các gương mặt quen thuộc của Zone Radio lên chương trình Happy Lunch, đó chính là thứ nhất là để cho tất cả các bạn Zoner, những ai đã là người bạn quen thuộc thân thiết của Zone Radio và Happy Lunch, để được ôn lại kỷ niệm cùng với nhau, và được có một cái chương trình được hội tụ tất cả đông đủ mọi người để mà cùng thật là vui. Cái thứ hai đó là để giới thiệu với những khán giả nào mà chỉ biết đến Happy Lunch, chỉ biết đến Zone Radio qua Happy Lunch. Vậy thì các bạn thân mến, các bạn có thể đồng hành cùng với chúng tôi trong tất cả các khung giờ với các chương trình radio yêu thích. Ví dụ có thể kể như là từ 6 đến 9 giờ sáng, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần có 3 giờ đồng hồ âm nhạc mỗi ngày luôn. Các bạn có thể thỏa thích được lắng nghe những chia sẻ, những bài hát thật là hay của Breakfast Zone, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà để kể hết 12 chương trình thì Kim nghĩ sẽ rất là dài. Các bạn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi để hiểu hơn tất cả các chương trình của Zone. Đó chính là zonefm.com, zonefm.com, và chọn show. Rồi, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã lần lượt đi qua từng show. Và có một điều đặc biệt mà ban biên tập của chương trình nó không thể bỏ qua được, đó chính là muốn chia sẻ với các bạn những dòng tâm sự, những dòng yêu thương của các bạn Zoner gửi về cho chương trình Happy Lunch. Ngay bây giờ thì chắc là Kim với Tuấn sẽ cùng chia sẻ nha. Cái gì vậy Kim? Đây là cái lá thư gửi thẳng vô mặt tôi với bạn đó. Thì hiểu tôi với không? Bạn đại diện cho Happy Lunch. Người ta góp ý thẳng vô mặt của mình luôn á. Chứ không phải là thư gửi về yêu cầu mình đọc. Đừng có bị mắc cái phong đọc được không? Rồi, bây giờ bạn đọc gửi cho tôi đọc gửi cho bạn nha. Gửi cho Kim.
Vậy là hai đứa mình bị hại nữa rồi hả? Vậy bây giờ mình lỡ rồi, nãy giờ mình đâu có hại, mình hại người ta không mà. Vô. Kim à. Chào Kim. Dạo này lớp phù đạo tới đâu rồi? Thầy đuổi về rồi. Chừng nào tốt nghiệp? Hôm nay trời cao mây trắng trong lành, em gửi confession tới chị với một câu hỏi thật là nhanh, chờ chị đọc mở ngoặc với đôi mắt long lanh. Kim ơi, 25 công thức thi nấu ăn thì được bao nhiêu món là chị nấu để mà ăn được? Trả lời đúng thì chị sẽ được vượt qua cái lớp căn bản nhất. Anh thề với em là không có câu nào đúng cả. Tiếp theo, từ khi quen biết chị, thế giới quan của em đã được mở rộng ra ngàn thước. Nhiều khi em nghe chị nói dài thường thượt mà túm váy lại em không hiểu gì cả. Tôi ước gì tôi quay được cái camera lại cho mọi người thấy, mọi người lần sau vỗ tay cười hà. Đứa nào biết cái này à? Em nghĩ chị đã đạt đến cảnh giới cao nhất của MC, nói cũng như không nói. Mà không nói cũng như nói. Ô, thật nhiệm màu. Nhưng thật ra em rất cảm ơn chị vì đã khiến cho 2 giờ làm việc từ 11 giờ đến 1 giờ của em trôi qua rất vô nghĩa. Xin được cảm ơn Happy Lan. Cười xong chưa? Ôi chết cha, tôi quên rồi bạn ơi. Tôi còn tôi nữa. Cười xong chưa? Khoanh thôi, tay mình lại. Mình ao xô tại chỗ này luôn rồi. Khoanh tay lại nghe gửi gắm nè. Gửi cho Mi Tu. Khi nghe lời nhắn này, tôi đoán ông đang ngồi mặt quen, ngồi mắt quen thuộc đúng không, là sao không hiểu vậy? Ngồi với cái góc mặt quen thuộc. Trời ơi, dịch luôn, tôi dịch luôn. Nói cho ông một bí mật nhé. Góc mặt nào của ông cũng giống như nhau cả hà, giống đều hết, ý là xấu đều đó. Nên ông cứ thoải mái ngồi góc nào mình muốn đi ha. À còn nữa Mi Tu ơi, đừng có bêu rêu producer và biên tập trên sóng nữa nha. Đừng có xé kịch bản nữa nha. Ê, xé kịch bản là Lý Thị Mi Cô nha. Bạn cũng có một đôi lần có. Không, nhiều, 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 nhiều. Một lần nữa mà xé kịch bản thì cái mạch thành cái kịch bản luôn nha. Trời, như vậy không có tốt đâu nha. Lúc đó đừng có hỏi gà cùng một mẹ, tại sao cứ hoài đá nhau. Úm ba la nhiệm màu, Mi Tu number 2, tại vì tôi number 1 rồi, ok. Một lần nữa tôi cảnh cáo biên tập trên sóng, cái này biên tập viết chắc không ai biết cả. Các bạn thân mến, sau khi out show này thì chúng tôi sẽ xử biên tập sao? Nói chung là show trong chương trình ngày hôm nay tưởng là quy tụ tất cả các gương mặt trong zone, là tưởng là đoàn kết, ai ngờ là coi như xong chương trình này là nội bộ lục đục dữ lắm luôn các bạn. Rồi các bạn, tất cả những điều gì mà các bạn thấy hồi nãy giờ đó chính là không khí thật sự trong zone FM khi mà làm việc. Các bạn thấy là từ sáng cho đến chiều là lúc nào mà rảnh mà nguyên một cái MC mà ngồi tụm lại với nhau thì không bao giờ mà nó yên ổn cả. Thì đó cũng chính là cái cách mà tụi Tuấn tạo ra được cái cảm xúc để mà làm chương trình thật là tốt. Vì cho nên là các bạn thấy là mỗi lần vào show á thì các bạn thấy là mỗi MC một kiểu khác nhau. Tuy nhiên hồi nãy giờ thì mình chưa có hại Nizone đúng không? Mình chưa có hại Nizone. Thì không kệ, gần hết giờ này lần hỏi mình làm tới 1 giờ 15 lần mà. Vậy tôi đến 1 giờ tôi đi ăn rồi bạn. Thì Tuấn cũng muốn chia sẻ với lại Nizone luôn á, là lần sau đọc thư á, nhớ đọc liền mạch nha. Tại ngắt nhiều chỗ nghe khó chịu lắm. Bạn có biết cái bài thơ mà, bạn có nhớ cái bài thơ mà một tác giả mà viết về chiến tranh của Việt Nam mà ngắt bậy không? Thí dụ nè, anh đi chiến dịch bờ lây, cô dài dằng dặc biết ngày nào xong, là anh đi chiến dịch bờ lây cô dài dằng dặc biết ngày nào xong. Thì bạn Trọng Huy là một người đọc rất là tình cảm, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà bạn sẽ đọc kiểu như vậy nè. Cô gái hờ mong không. Bên lớp lửa. Từ khi quen biết chị, thế giới quan của em đã được mở rộng ra ngàn thước. Kiểu vậy đấy, mấy ông nghe như đọc rap vậy đó. Cái phong cách của người ta như thế. Ừ, đúng không? Mà không có ai mà tồn tại trong một cái gương mặt rất là trẻ mà một cái đầu già như vậy hết trơn á. Bởi hỏi sao mà không dẫn Nizone đúng không? Nó nghe là nội bộ mình về mình tính sổ sau. Không, nãy giờ mình chưa có hại Nizone. Request thì sao sợ quá chạy rồi. Không, nó đã hại rồi. Rồi bạn có hại gì Nizone lại nữa không? Không, tôi với bạn đó là hai chị em thân thiết. Không, với đừng nhau có lấy tình cảm ra đây. Không, ai cũng thân thiết với nhau hết á. Nhưng mà quan trọng là bạn nghe Nizone không? À, lúc đó tôi đang cho con Vậy thì Tuấn xin được gửi lời tới bạn Trọng Huy là chủ đề của tuần sau sẽ là cho con bú vào Nizone nha các bạn. Các bạn thân
mến, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã đồng hành cùng với Kim, Mitu và tất cả các MC của Zone Radio trong chương trình ngày hôm nay. Oh yeah. Yeah. Và các bạn hãy nhớ nha, khung giờ quen thuộc của chương trình là từ 11 đến 13 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên hai trang web fptplay.net và zonefm.com. Những chương trình này các bạn có thể xem lại trên trang web là fptplay.net sau khoảng chắc 1-2 tuần gì đó nhỉ. Rồi, đến đây thì toàn bộ ekip cũng như là Minh Tuấn và Kim sẽ được gửi lời chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một cái show bình thường, show rất con người vào ngày mai từ lúc 11 giờ đến 1 giờ các bạn nha. Bye bye. Yeah, xin chào và hẹn gặp lại.